Hôm nay là ngày 13 tháng 5 2020, trước bàn thờ Tổ quốc, chúng con là thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Hoa Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cùng tất cả đồng bào, anh chị em, cô chú bác khắp nơi trong và ngoài nước. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Phu Nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Chào tái ngộ cùng tất cả anh chị em trên diễn đàn khắp nơi trên toàn thế giới. Thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau hoài, khi nào mà đất nước thanh bình thì mới không có còn gặp nhau nữa. Nên đây là cái cơ hội để Pha và tất cả quý đồng nhiệm của Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chia sẻ tất cả những gì mà của Chính phủ và của đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì trước khi bắt đầu chương trình cũng như thường lệ, mời tất cả anh chị em cùng nghe một bài hát. Phải nói là nó quá quen thuộc, nhưng mà đây là bài hát Mơ Ước và nói về vị lãnh đạo của Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, xin mời. Quên thân mình ngày ngày chung lao việc như một lần hè dân chiến đấu, lòng hoài anh vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui to xóa tan bao nỗi lầm. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp nhân cầu. Bài hát đã chấm dứt. Thì bây giờ hôm nay đúng ra thì có thơ, nhưng mà hôm nay Pha mời tất cả anh chị em nghe cái bài hát, thêm một bài hát nữa.
năm hóa ra thành một người. Chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay. Hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng. Là chiều bàn tay đánh cho ta giữ quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu. Cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương. Đòi lại tự do đã bao năm hành ngục tù. Đòi lại Việt Nam phá tan riêng xích loài cầu nâu. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than. Dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than. Dân không có tự do, người không có nhân quyền. Qua hai cái bài hát vừa rồi đó, thì một bài nói về Tổng thống Đào Minh Quân và một hy vọng của một đất nước Việt Nam soi sáng khắp quả địa cầu, và một bài nữa là nói sẽ đòi lại Việt Nam và hãy kêu gọi toàn dân để mà nói lên tiếng nói của mình. Nên hôm nay Phạm hát lên cái bài đó đó, để cho anh chị em thấy rằng tại sao có những cái bài hát toàn là kêu gọi đòi lại Việt Nam, nói về đất nước Việt Nam đang sống lầm than. Có thể những anh chị em có một cuộc sống một ngày ba bữa ăn, thì anh chị em cho là đó là hạnh phúc, là may mắn của anh chị em đang sống trên đất nước Việt Nam. Thì cái đó anh chị em may mắn hơn tất cả những người khác. Nhưng mà còn 80% người dân Việt Nam kia thì sao? Họ có được may mắn như anh chị em có được 3 bữa ăn hàng ngày hay không? Hay là phải lam lũ làm, nay đói mai no, nơi đầu đường xó chợ, hay là tha hương cầu thực, đi làm gái, đi làm thê, đi làm ổ xin cho khắp nơi trên thế giới. Khi chúng ta có một cuộc sống hơn những người khác, thì chúng ta nghĩ là chúng ta thấy đất nước đó là đất nước mà chúng ta đáng sống.
Nhưng chúng ta đừng có nhìn riêng một cá nhân của chúng mình, mà hãy nhìn chung cho một đất nước Việt Nam. Khi nào anh chị em thấy một đất nước Việt Nam mà anh chị em thấy toàn là ai cũng cơm no áo ấm, ai cũng không có đi ăn xin ngoài đường, ai cũng không lam lũ, thiếu ăn, con cái leo nheo lóc nhóc, thì anh chị em mới thấy đất nước đó là một đất nước đang có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng mà anh chị em hãy nhìn thử lại đất nước Việt Nam của chúng ta đi. Phải tin rằng anh chị em đã vào diễn đàn này xem, hay là bên YouTube, thì chắc chắn anh chị em đã thấy rất là nhiều cái cảnh ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Tại những anh chị em nào mà có cái điện thoại, có thể vào Facebook, có thể vào YouTube, hay là lên tất cả các trang mạng khác, thì anh chị em chắc chắn đã thấy rất là nhiều. Nhưng anh chị em thấy, nhưng mà anh chị em lại không có công nhận đó là sự thật. Tại vì anh chị em tự lừa dối cái bản thân của mình mà thôi. Chúng ta hãy nhìn và hãy về xem thử cái đất nước Việt Nam, nhìn lại những làng quê của mình, nhìn lại tất cả những người xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy những cái gì mà ở trên mạng Facebook hay truyền thông có đúng hay không? Tại sao có những cái cảnh đó? Tại sao có những người chụp hình, quay phim, live stream trực tiếp như vậy? Thì rõ ràng nó là hiện thực. Mà tại sao bây giờ lại nhiều hơn hồi lúc trước rất là nhiều? Nhiều hơn 10 năm về trước, nhiều hơn 5 năm, 3 năm về trước. Thì tại vì đất nước Việt Nam của chúng ta đã sắp kiệt quệ, và người dân Việt Nam chúng ta có thể lâm vào nạn đói nếu cái nền kinh tế thế giới bị suy sụp, hạn hán khắp nơi, người dân không có công ăn việc làm, thì cái đói là cái chắc. Ở các nước tự do thì không có ai lo cả, tại vì người dân ở đất nước đó họ đi làm, họ đóng thuế cho nhà nước chứ là chính phủ. Pha không muốn dùng cái chữ nhà nước, tại cái chữ nhà nước là nghe nó quê mùa và nó thối nát nên Pha không muốn dùng. Nhưng mà Pha nói lộn mà thôi. Một chính phủ lo cho dân thì người dân đi làm đóng thuế cho chính phủ đó, thì chính phủ đó có bổn phận và trách nhiệm phải lo cho người dân. Nên tất cả các nước tự do, giàu kinh tế có kỳ quệ thế nào, họ vẫn có một cuộc sống đỡ hơn những các nước độc tài. Tại vì cái đó chính phủ họ đặt người dân lên hàng đầu. Có thể họ đi mượn tiền thế giới, đi mượn tiền khắp nơi, nhưng họ không để cho người dân họ đói. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì khác. Đi mượn tiền bỏ vào túi riêng, ăn sang, ở sang, tất cả những gì là sang cả nhất như một ông hoàng, chứ không phải đi mượn tiền thế giới về để lo cho người dân. Dầu có mượn tiền thế giới hay quốc tế có viện trợ thì chỉ làm khoảng 30-40%, còn nhiêu thì bỏ vào túi riêng. Như vậy, một đất nước như vậy, những nhà cầm quyền như vậy, anh chị em nghĩ là anh chị em có cuộc sống hạnh phúc hay sao? Không bao giờ có. Một người lãnh đạo là một người phải biết thương yêu dân thì mới đưa cái đất nước đó lên, tiến lên văn minh, tiến bộ và giàu có được. Còn một người chỉ sống riêng cho mình thì không bao giờ có. Cũng như anh chị em thấy là anh chị em có 3 bữa ăn đầy đủ hơn những người dân khác trong nước, thì anh chị em nghĩ đó là anh chị em đã hạnh phúc. Thì anh chị em chỉ là người sống cho cá nhân mình mà thôi, chứ không có tấm lòng yêu người, thương người, sống cho tha nhân. Thì cái đó là một cái sống ích kỷ. Mà có thể Phật Chúa đã dạy chúng ta rồi, chúng ta hãy đem yêu thương chia sẻ đến mọi người. Vậy thì Phật Chúa dạy có đúng hay không? Có thể anh chị em nghĩ thôi, gia đình tôi lo, chuyện đất nước tôi không cần lo, người thân, người lân cận tôi không lo, hàng xóm tôi không lo. Nếu mà ai cũng không lo như anh chị em có 3 bữa ăn đó, thì cái đất nước Việt Nam chúng ta sẽ chết lần chết mòn, sẽ lọt vào tay Tàu Cộng là cái chắc. Và Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, nó cười dân tộc Việt Nam sống hèn và sống nhục, cam chịu cúi đầu làm nô lệ cho nó. Thì cái nhục đó, anh chị em nghĩ là có phải cái nhục nhã của người Việt Nam không? Có cái nhục nào hơn là cái nhục cúi đầu làm nô lệ cho ngoại bang? Chỉ có những người mà đầu óc độc tài, không muốn lo cho dân, không muốn nghĩ về đất nước dân tộc, chỉ sống cho riêng mình. Nhưng mà những người đó trước sau gì họ cũng phải rời khỏi thế gian này giống như chúng ta cả. Nhưng mà tiếng dịch của họ sẽ ngàn đời bị người quyền lụa. Tại vì những người mà hại người, không đem tình thương đến cho người, hủy hoại, bán rẻ lương tâm, bán rẻ đất nước, thì vĩnh viễn sử sách sẽ ghi
là những người bán nước và hại dân. Hồi nãy Pha đã thấy một người viết là nói là ca tụng ông Đào Minh Quân. Chúng tôi ca tụng Tổng thống Đào Minh Quân, không có gì sai. Tại sao? Tại vì Tổng thống Đào Minh Quân đang cứu dân tộc Việt Nam, đang muốn giải thoát anh chị em ra khỏi cái gông cùm cộng sản. Một người hy sinh gần cả cuộc đời của mình chỉ vì đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, thì anh chị em nghĩ chúng tôi có nên ca tụng hay không? Vậy thì Hồ Chí Minh là Việt Giang do Tàu Cộng gài vào, nó làm gì cho đất nước Việt Nam của chúng ta? Mà anh chị em cũng nói là cha già dân tộc, Hồ Chí Minh muôn năm, đúng không? Anh chị em mù quáng, anh chị em làm nhận giặc làm cha mà anh chị em còn chưa biết nhục. Cái người nào chúng ta nên ca tụng thì chúng ta nên ca tụng. Còn người nào chúng ta nên bỏ vào sọt rác thì chúng ta phải bỏ. Và vĩnh viễn, cái gì sự thật thì nó vẫn là sự thật. Thì không lâu nữa anh chị em sẽ biết Tổng thống Đào Minh Quân có đáng để cho chúng tôi ca tụng hay không. Chúng tôi muốn gửi đến những bài hát đó cho anh chị em biết rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta có một người đang cứu anh chị em thoát khỏi gông cùm cộng sản. Nên chúng tôi mới có mặt trên các live stream để loan truyền cái tin tức này đến cho toàn dân Việt Nam. Để người Việt Nam chúng ta thức tỉnh, cùng nhau đoàn kết thành một khối để giải thể tà quyền cộng sản, bán nước hại dân, làm tai sai cho Tàu Cộng. Vậy thì anh chị em nghĩ là chúng tôi có nên ca tụng Tổng thống Đào Minh Quân? Ca tụng còn chưa đủ, còn phải cúi đầu cảm ơn nữa kìa, chứ không phải ca tụng là đủ đâu. Đó là những gì mà tôi thấy anh chị em nhiều khi không hiểu nổi. Chúng ta là người Việt Nam, nhưng mà tại sao không biết thương người Việt Nam, lại đi nhục mạ người Việt Nam, khi dễ người Việt Nam? Vậy thì anh chị em là người Tàu hay người Việt Nam? Nếu anh chị em là người Việt Nam thì anh chị em phải có tinh thần dân tộc, yêu thương đồng bọc lẫn nhau, đó mới nói lên tinh thần của người Việt Nam. Chứ còn người Việt Nam mà đi chửi rủa người Việt Nam, tại sao chúng ta cùng tóc đen, máu đỏ, da vàng, nói tiếng Việt mà, đâu có nói tiếng Tàu, mà lại dùng cái tiếng chính tiếng Việt của mình đi nhục mạ người khác, chửi bới người khác? Vậy thì tôi nghĩ là anh chị em, cha mẹ anh chị em nuôi anh chị em lớn lên để anh chị em chuyên môn là thấy ai mà anh chị em không vừa ý là chửi mắng người khác. Thì đạo đức con người đang ở đâu? Có phải bị Cộng sản Việt Nam hủy hoại hết hay không? Chúng ta nên coi lại chúng ta đang sống trong một đất nước như thế nào. Thì bây giờ một chút nữa Pha và chị Kim sẽ nói tiếp về những chương trình kế tiếp. Thì bây giờ Pha mời chị Kim. Kim xin chào lại quý cô dì chú bác và các anh chị em Việt Nam hôm nay ở trong và ngoài nước. Thì tiếp lời với chị Pha, thì cũng như thường lệ chúng ta gặp nhau mỗi 2 ngày để chúng ta hàn huyên tâm sự về đất nước, tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta đều là những người Việt, và những người Việt ở tại đất nước Việt, và những người Việt đang ly hương tị tổ khắp nơi. Thì chúng ta có một cái đất nước Việt Nam, và chúng ta cũng có chung một người mẹ Việt Nam. Thì đất nước Việt Nam và người mẹ Việt Nam của chúng ta sắp lâm nguy, vì Tàu Cộng không có từ bỏ cái ý đồ là chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu được rằng nếu chúng ta là những người thiếu trí tuệ, chúng ta là những người u mê, mù mờ trong cái lịch sử dân tộc của Việt Nam của chúng ta, thì một ngày nào đó dân tộc chúng ta không còn tồn tại trên bản đồ thế giới nữa quý vị. Tại vì ở ngoài miền Bắc là trên 75 năm, và ở trong miền Nam là đã 45 năm rồi. Cộng sản Việt Nam từ ngoài miền Bắc vào tới trong miền Nam toàn là dối trá lừa gạt người dân Việt Nam. Và từ ngày khi người dân Việt Nam đã đi ly tán khắp nơi, thì chúng ta tưởng rằng là Việt Nam Cộng Hòa đã bị chết, nhưng thật sự đã bị chôn nhưng chưa chết quý vị. Và hiện tại chúng ta đã có một anh hùng dân tộc đang cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngài là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài đã ở tù, ở trong những cái trại tù ở tại miền Nam Việt Nam khi sau năm 1975. Và Ngài đã vượt ngục để tìm con đường
thoát khỏi đất nước Việt Nam, để bằng mọi cách phải cứu đất nước Việt Nam. Cho nên hiện tại Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã thực hiện gần xong một cái đoạn đường rất là dài để cứu người dân Việt Nam, và Ngài đã thành lập nên tất cả mọi thứ giống như là một cái bữa ăn, một cái bữa tiệc đầy đủ thịnh soạn để cho người dân Việt Nam dùng thử, quý vị. Và Ngài cũng cho rằng người dân Việt Nam thì cứ hãy thử đi, Ngài là một cái đôi giày để cho người dân thử. Người dân mang thử có vừa không, và nếu không vừa thì chúng ta đổi sang đôi giày khác. Nhưng hiện tại Kim thấy rằng, nhìn thấy rằng đất nước Việt Nam của chúng ta chưa có một người nào thay thế cả, quý vị. Và chỉ có một mình Ngài Tổng thống Đào Minh Quân là đầy đủ tài đức để lãnh đạo đất nước Việt Nam trong tương lai. Cho nên hiện tại người dân Việt Nam đang cần gì, đang muốn gì và đang ước ao điều gì? Chúng ta thấy rằng người dân Việt Nam đang cần được sống trong đời sống tự do no ấm. Và chính vì thế cho nên Kim bảo đảm rằng tất cả những người dân Việt Nam ai cũng muốn điều đó. Ai cũng muốn cho gia đình mình được đầy đủ cơm no áo ấm. Ai cũng muốn cho con cái được đi học đầy đủ. Và hiện tại những người đang chống phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta phải tự hỏi rằng nếu họ đánh phá thì họ có thay vào một người nào để lãnh đạo đất nước Việt Nam chúng ta trong tương lai hay không? Chúng ta chưa nghe nói một người nào đủ tài trí, tài đức để lãnh đạo đất nước Việt Nam trong tương lai. Thay những người đang cầm quyền tại Việt Nam là những thành phần mà Cộng sản Tàu đang sử dụng, đó là những thành phần dốt nát. Cho nên chúng ta phải thay bằng một người có trí tuệ và trí huệ minh mẫn. Nhưng cuộc chiến này thì nếu sử dụng bằng bơm đạn thì Cộng sản không có, tại vì chính Cộng sản đang dùng bơm đạn và đàn áp người dân. Cho nên nếu mà chúng ta cũng dùng bơm đạn thì như vậy cái số người chết sẽ không kể xiết, quý vị. Cho nên chế độ Việt Nam Cộng Hòa và thế giới tự do rất là nhân bản, nhân văn, không có muốn người chết nhiều quá. Và chính Ngài Tổng thống Đào Minh Quân cũng rất thương dân Việt Nam, cho nên Ngài không muốn người dân Việt Nam đã quá nhiều đau khổ rồi. Trong những chiến tranh từ năm 1945 kéo dài cho đến năm 1975, người dân Việt Nam, nhất là những thanh niên, bị đẩy vào cuộc chiến và chết một cách rất là oan uổng cho một cái cuộc chiến không có xứng đáng. Cái cuộc chiến này nó không có phải là một cuộc chiến mà là một cái cuộc huynh đệ tương tàn, quý vị, do một cái thế lực ở ngoại bang vào để khiến cho người Việt chúng ta giết người Việt và người Việt của chúng ta cai trị người Việt. Đó là một cái ngón đòn rất là thâm độc của người Tàu Cộng. Cho nên người Việt Nam chúng ta nếu nhìn thấy được điều đó, chúng ta phải thấy rằng hiện tại người dân Việt Nam nên sáng suốt, và cuộc chiến này không xài bơm đạn nữa, quý vị, mà chúng ta phải đổi sang một cái cuộc cách mạng tâm trị. Chính vì mỗi một người dân đã bị Cộng sản lừa gạt, cho nên không có thấy được đâu là ánh sáng cuối đường hầm. Cho nên nhờ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, thì chúng ta mới thấy được rằng cuộc chiến này phải chuyển sang cuộc chiến một cái cuộc cách mạng tâm trị. Tại vì Cộng sản là những người núp dưới dạng người lương thiện và núp trong lòng dân, quý vị. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ ràng, người dân nên thể hiện rõ ràng chúng ta cần gì và chúng ta muốn gì. Chúng ta cần tự do hay chúng ta muốn sống trong nô lệ thì chúng ta phải thể hiện bằng lá phiếu đó, quý vị. Bằng lá phiếu trưng cầu dân ý để cho chúng ta nói với thế giới rằng tôi không chấp nhận chế độ Cộng sản. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, từ một cái cuộc chiến tranh huynh đệ mà tàn sát với nhau thì chuyển sang một cái cuộc cách mạng tâm trị
rất là đơn giản luôn. Mỗi một người dân chỉ cần lên Google đánh mấy chữ thôi, và chúng ta điền vào những chi tiết của mỗi một cá nhân chúng ta, và sau đó gửi đi, mỗi một người sẽ được cái số căn cước, và chúng ta chỉ nằm chờ mà thôi. Nếu ai muốn tham gia vào trong chính phủ, có tấm lòng để giúp đất nước sau này, thì chúng ta điền vào để muốn tham gia vào chính phủ, thì chính phủ sẽ liên lạc để cho chúng ta điền tiếp tục những cái đơn. Thì ở đây, sẵn đây thì Kim cũng phổ biến linh trưng cầu dân ý để cho người dân chúng ta phải mạnh dạn lên. Chỉ có một cách đơn giản là chúng ta sẽ tìm được tự do no ấm. Và chúng ta thấy rằng Ngài Tổng thống Đào Minh Quân rất là người thông minh, xuất chúng. Ngài biến những khó khăn thành những cái đòn chiến thuật rất là tài tình luôn. Và đơn giản để cho chúng ta được chiến thắng. Trước tiên là Ngài đã đánh bại nhân một lần Cộng sản Việt Nam muốn vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Thì Ngài đã đánh bại được Cộng sản Việt Nam qua một lần muốn vinh danh Hồ Chí Minh. Tại vì Hồ Chí Minh không phải là người Việt, cho nên chính Cộng sản Việt Nam đã thua một cái lần đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài Tổng thống Đào Minh Quân dùng những cái chiến thuật của Ngài đơn giản nhất nhưng mà thành công nhất. Đó là một cái lần Ngài ra quân, đó là Ngài đánh một cái lần là vinh danh Hồ Chí Minh, thì Ngài đã đánh bại được cái đợt Cộng sản Việt Nam vinh danh Hồ Chí Minh. Bây giờ lần thứ nhì là Ngài cho ra linh trưng cầu dân ý. Thì người dân Việt Nam chỉ cần mỗi người góp một bàn tay thôi, thì Cộng sản sẽ thua một đợt thứ nhì nữa quý vị. Và tiếp tục, Ngài đã ban hành và đã ký Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ lấy lại được đất tổ và không làm khổ dân nữa quý vị. Cho nên người dân Việt Nam phải sáng suốt, chúng ta phải nhìn nhận ra rằng chúng ta đang được một vị anh hùng cứu tinh của dân tộc đang cứu đất nước Việt Nam bằng những cái chiến thuật, chiến lược rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ tẩy sạch hết Cộng sản ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân Việt Nam phải lắng lòng lại và can đảm lên. Linh trưng cầu dân ý rất là đơn giản. Chúng ta chỉ vào Google và đánh 4 chữ trưng cầu dân ý viết tắt, viết chữ thường thôi, trưng cầu dân ý viết tắt .us. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, đơn giản như vậy. Nếu chúng ta không muốn đánh cái link đó thì chúng ta đánh cũng 4 chữ trưng cầu dân ý và .info. Info là chữ y ngắn NFO. Hoặc là chúng ta cũng vào Google cũng đánh 4 chữ trưng cầu dân ý viết tắt .word là WORLD. Hoặc là cũng vào link trưng cầu vào Google đánh 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa viết tắt .com. Tất cả những link đó đều rất đơn giản. Chúng ta chọn một link trong số những cái link nãy giờ mà Kim phổ biến. Thì chúng ta đánh vào một link, sau đó chúng ta nhấn vào link đó sẽ hiện cho chúng ta thấy 4 chữ trưng cầu dân ý, chữ in, viết tắt. Nhấn tiếp vào 4 chữ đó thì sẽ hiện cho chúng ta thấy lá phiếu để chúng ta điền vào. Thì chúng ta điền họ, tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng thì chúng ta ghi bằng 2 chỉ số. Thí dụ, ngày 4 tây thì chúng ta ghi là 04. Thí dụ như là tháng 8 thì chúng ta ghi 08. Tất nhiên là chúng ta phải làm thành 2 chỉ số giữa ngày và tháng. Còn năm thì chúng ta phải ghi bằng 4 chỉ số. Thí dụ năm 1985 thì chúng ta ghi 1985. Và chúng ta điền tất cả những hàng nào có hoa thị màu đỏ ở cuối thì chúng ta điền đầy đủ. Còn nếu ai mà muốn... cầu dân ý đó chị. Dạ, chị Pha đang để link trưng cầu dân ý. Còn nếu ai mà muốn tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta điền đầy đủ hơn để chính phủ sẽ liên lạc lại với chúng ta.
Và sau đó thì chúng ta trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta có đồng ý ủng hộ cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đem nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về để lấy lại đất tổ không làm khổ dân hay không? Thì đồng ý, chúng ta nhấn vào chữ có. Câu hỏi thứ hai là chúng ta có muốn tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không? Thì đồng ý, chúng ta nhấn vào chữ có. Thì Kim cũng nhắc lại, nếu chúng ta muốn tham gia thì chúng ta phải điền trong cái đơn đó đầy đủ hơn để chính phủ sẽ liên lạc với chúng ta sau. Và câu thứ ba thì chúng ta ghi những cái lời mà chúng ta ghi ở trong lá phiếu đó là sự thật. Thì chúng ta nhấn vào chữ có. Sau đó chúng ta nhấn gửi đi. Thì khi gửi đi, lập tức ở trên cái trang trưng cầu dân ý sẽ hiện lên cho chúng ta thấy số căn cước của chúng ta. Và những cái chi tiết mà chúng ta vừa điền xong thì biến mất hết. Chỉ còn một cái form trắng không có chữ của chúng ta điền nữa. Và có số căn cước thì chúng ta lấy giấy viết ra để ghi và giữ lại một nơi an toàn. Sau đó chúng ta nhấn hoàn tất thì cái lá phiếu đó biến mất hết, không còn gì trên điện thoại chúng ta cả. Cho nên chúng ta phải tin tưởng rằng chúng ta được an toàn và tất cả chính phủ đã được trên 5 triệu phiếu thì chúng ta thấy rằng mọi người trưng cầu dân ý đều được an toàn cả. Cộng sản không có phát hiện được quý vị. Cho nên quý vị phải nhanh tay lên. Tại vì cái ngày mật nghị thành đô sắp đến gần. Hiện tại, ngày tháng chúng ta bây giờ đang đến. Đó là cái giai đoạn thứ hai của mật nghị thành đô nha quý vị. Cho nên cộng sản họ rất là mưu mô xảo quyệt. Cho nên họ chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta bằng một cách âm thầm. Cho nên chính người dân mà mơ mơ màng màng không có để ý thì sẽ không biết. Và Kim cũng nghe nhiều người nói là tôi đang sống ở một đất nước thanh bình thì cần gì phải làm những cái điều đó. Xin thưa, Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu họ xâm lược Việt Nam rất là âm thầm. Giống như là tầm mà ăn dâu đó quý vị. Khi á, họ ăn lần lần, gặm nhấm lần lần đất nước Việt Nam của chúng ta, thì đến một ngày, người dân Việt Nam sẽ bị Cộng sản Tàu tàn sát hết. Tại vì ngay cả dân của họ, họ còn không giữ. Làm gì họ giữ người dân Việt Nam của chúng ta làm gì? Họ cần đất, họ không cần dân, quý vị. Và ngay cả những người Cộng sản Việt Nam đang theo Cộng sản đó, thì chúng ta cũng nên nhanh tay trưng cầu dân ý. Vì nếu chúng ta không trưng cầu dân ý, những thành phần đang theo Cộng sản bây giờ sẽ Cộng sản Tàu sẽ tiêu diệt trước hết đó quý vị. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng đừng mê mờ nữa, mà chúng ta phải biết chúng ta đang được cứu và chính chúng ta phải làm một hành động để được cứu. Chứ ở đây nếu chúng ta không có giơ tay lên để cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân nắm lấy tay mà cứu, trong khi chúng ta đang sắp chết đuối mà người ta cứu thì chúng ta còn chọn lựa là như thế nào? Chẳng hạn như một người chết đuối, người ta thảy cái phao xuống mà còn nói không, cái phao đó tôi không muốn, tôi muốn cái kia kìa. Thì như vậy là đến khi nào chúng ta mới được cứu? Và chúng ta sẽ chết chìm thôi quý vị. Cho nên người dân Việt Nam phải thấy rằng những ngày tháng này là những ngày tháng thế giới tự do đang chờ tiếng nói của người dân Việt Nam. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang song hành với Hoa Kỳ và tất cả những công hàm, những giấy tờ có đầy đủ và tất cả những giấy tờ đó hoàn toàn là sự thật, quý vị. Tại vì chính phủ này là duy thật là cộng, không có nói dối bao giờ. Những gì đã làm xong thì mới nói, còn những gì đã nói thì đó là sự thật, chứ không phải nói mà không làm. Trái ngược với Cộng sản thì Cộng sản lúc nào cũng mị dân. Mị dân có nghĩa là gạt người dân đó quý vị. Cho nên người dân sống trong mê mờ tăm tối mà không nhìn thấy được ánh sáng ở dưới cuối đường hầm. Hiện tại nếu chúng ta nói là chúng ta được yên bình trong một cái đất nước hòa bình đó, thì chúng ta phải nhìn thấy
Không phải chỉ riêng chúng ta có miếng cơm manh áo, mà chúng ta phải nhìn nhà bên cạnh, nhìn những người trong xã hội chúng ta, những người đó có no cơm ấm áo hay không? Hay là có những thành phần, giống như chị Pha hồi nãy nói, là có những thành phần đói khổ, lang thang đầu đường xó chợ. Và những trẻ em thì không được đi học tại vì cha mẹ của chúng không có tiền để cho đến trường. Thậm chí những em đó tuổi rất là nhỏ nhưng mà phải đi bán vé số, đi làm thuê, làm mướn để nuôi lại cha mẹ nữa đó quý vị, nuôi lại gia đình nữa. Tại vì những em đó có những em còn nhỏ cho nên là cha mẹ nuôi không nổi, phải để cho những đứa lớn mà đi làm thuê, làm mướn, đi bán vé số để nuôi những đứa em lóc nhóc ở trong gia đình. Cho nên đó là một cái xã hội không phải là một xã hội bình yên nha quý vị. Không phải là một xã hội no cơm ấm áo nha quý vị. Tất cả đều là đói khổ mà người Cộng sản ở đây là Cộng sản Tàu. Họ đang muốn tiêu diệt người dân Việt Nam. Cho nên người nào làm cho chế độ Cộng sản ngày hôm nay có ăn, đừng tưởng những cái miếng ăn đó có bền hay không nha quý vị. Tại vì trong tương lai Tàu Cộng bắt đầu tiến vào đất nước Việt Nam của chúng ta một cách từ từ, chứ không phải họ tự nhiên họ đổ quân ào 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 vô thì thế giới sẽ nhìn thấy. Cho nên họ vào từ từ, họ từ từ, nhưng mà chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy được quý vị. Chúng ta thấy rằng cái nạn cướp đất bây giờ rất là nhiều, cướp nhà, cướp đất rất là nhiều ở tại Việt Nam quý vị. Chúng ta nhìn cảnh đó, chúng ta nghĩ rằng cướp đất nhà khác đâu phải nhà mình đâu mình lo. Nhưng một ngày sắp tới sẽ đến nhà của quý vị đó quý vị. Quý vị nghĩ thử xem, người Tàu, dân Tàu họ có bao nhiêu dân? Họ có 1 tỷ 400 triệu dân đó quý vị. Trong khi dân Việt Nam, cả một nước Việt Nam chỉ chưa được 100 triệu dân nữa. Thì nước Việt Nam dân số chỉ bằng 1 phần 14 của nước Tàu thôi quý vị. Cho nên họ rất là cần đất. Và khi người Tàu đã lần lần vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta, thì những nhà của chúng ta, những cái đất vườn của chúng ta mà cha ông để lại đó, từ từ họ sẽ chiếm. Và từ từ người dân Việt Nam sẽ đi ra đầu đường xó chợ mà ở, thậm chí cái tính mạng cũng không còn nữa quý vị. Chứ đừng có nói mà đi ra mà lang thang ngoài đầu đường xó chợ mà còn sống. Đó là sự thật nữa quý vị. Đó là sự thật. Cho nên nếu chúng ta chịu nhìn và chịu lắng nghe thì chúng ta sẽ thấy được rằng hiện tại đất nước Việt Nam của chúng ta đang được cứu. Mà nếu chúng ta cứ ngu ngơ, mê mờ, đến một ngày người dân Việt Nam sẽ không còn nữa, hoặc là thế giới tự do, trong đó có nước Hoa Kỳ, họ không có dễ dàng để cho Tàu Cộng chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên Kim e rằng chiến tranh sẽ xảy ra. Và khi chiến tranh xảy ra thì người dân Việt Nam sẽ ra sao? Khi chiến tranh, sự chết chóc đến rất là nhanh, và không những người mà không chết thì gặp bom đạn, bị thương, thương tật, chuyện đó chúng ta không tránh được. Cái cuộc sống của chúng ta mà sống như chết, sống dở mà chết dở, tưởng tượng đến lúc đó chúng ta sẽ thấy đau thương vô cùng. Cho nên hiện tại chúng ta đang được cứu, chỉ vài phút trên điện thoại cầm tay mà thôi. Tất cả người dân Việt Nam phải nói lên chính kiến của mình, muốn sống trong tự do hay sống trong chế độ Cộng sản tàn ác và tàn bạo. Kim hỏi, thí dụ như bây giờ nước Việt Nam mở cửa và tất cả những nước tư bản Úc, Mỹ, Canada cho người Việt Nam đi sang nước ngoài, thì Kim nghĩ rằng tất cả người Việt sẽ đi hết đó quý vị. Không, giờ hỏi và... trên diễn đàn đó chị. Giờ hỏi tất cả anh chị em trên diễn đàn đó, chị Kim nói đó, thì anh chị em nếu mà các nước tự do mở cửa cho nước Việt Nam, cho người Việt Nam tự do định cư, thì anh chị em có đi không? Có đăng ký đi liền tức khắc không? Hay là ở lại nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta? Và tin chắc rằng khoảng 95% sắp hàng chạy chen lấn giống như trước 30 tháng 4 mà Cộng sản vô cướp đó, ai cũng tranh giành leo lên tường, leo lên hàng rào để đi. Người ta tin nói chắc anh chị em phải đi đó.
Người ta nói sao? Là cái cột đèn á, cột đèn nó đi được nó cũng đi đó. Thì nếu mà anh chị em Khoa và chị Kim hỏi anh chị em cái câu đó mà anh chị em nói đó, anh chị em nói đi đó, thì anh chị em nên ngừng chống đối chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo song hành với Mỹ. Anh chị em thích đi Mỹ, tức là anh chị em vẫn thích tự do, mà tự do là thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là tự do như nước Mỹ đó. Vậy thì anh chị em chống đối cái gì? Tại sao anh chị em không đưa cái Việt Nam Cộng Hòa trở về đi, rồi tới đó chúng ta có thể đi tự do khắp nơi trên thế giới mà không có ai cấm đón? Tại vì tự do với tự do, đó là sự khác biệt. Mà tại sao hỏi câu đó thì ai nói cũng đi trơn, mà Việt Nam Cộng Hòa tự do về trên quê hương thì không chịu. Rồi tại sao chúng ta phải đi làm mà phải đi qua xa nước của người ta ở, đúng không? Bây giờ chị Kim còn nói nữa thì chị Kim tiếp, còn không thì phải đọc tâm. Kim nói chút xíu nữa là tất nhiên cái hệ thống trưng cầu dân ý rất là an toàn, thì người Việt Nam của chúng ta phải tin tưởng để chúng ta thực hiện cho nhanh lên. Hiện tại chúng ta đã biết rằng Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã làm hết cho chúng ta rồi đó quý vị. Hệ thống trưng cầu dân ý an toàn. Và hình ảnh, cái hình tượng mà Cộng sản Việt Nam đưa lên để dối gạt người dân, đó là một cái tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh, làm cho người dân Việt Nam tưởng là người này là người Việt nhưng thật sự là người Tàu. Tại vì họ không chứng minh được cái dấu lăn tay của Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc, và họ cho rằng Hồ Chí Minh đang nằm tại lăng Ba Đình là Nguyễn Ái Quốc. Nhưng cái dấu lăn tay của Nguyễn Ái Quốc hiện tại đang nằm ở sở Liêm Phóng của Pháp quý vị. Và Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông, và hiện tại tro cốt của Nguyễn Ái Quốc cũng đã để ở một nơi có số đàng hoàng quý vị. Cho nên Hồ Chí Minh đang nằm tại lăng Ba Đình đó không phải là Nguyễn Ái Quốc. Không phải, tại vì họ không chứng minh được dấu lăn tay. Chúng ta, người Việt Nam, những người nào còn mê mờ phải thức tỉnh lên đi, đây là sự thật. Và UNESCO đã quăng cái hồ sơ xin vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới vào sọt rác từ lâu rồi quý vị. Từ năm 1989 rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ đâu. Nhưng mà tại sao mà bây giờ chúng ta nghe mà chúng ta nghĩ là ở đây Kim không có nói sự thật, Kim nói sự thật đó quý vị. Tại vì Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng dối lừa người dân, cho nên giấu nhẹm những tin tức này. Và đây là sự thật để cho người dân sáng mắt ra. Mà tất cả người dân nào cũng tôn thờ Hồ Chí Minh và cho là cha già dân tộc. Mà trong khi á, ông bà của chúng ta, cái đất nước Việt Nam của chúng ta là 4.000 năm văn hiến, gần 5.000 năm văn hiến quý vị. Mà một cái người như Hồ Chí Minh mà là cha già dân tộc Việt Nam cả mấy ngàn năm rồi, trong khi Hồ Chí Minh là bao nhiêu năm, từ ngày ông ta nằm xuống, từ ngày ông ta sinh ra và nằm xuống cho tới bây giờ, có hơn 100 năm thôi. Nhưng mà lại là cha già của dân tộc Việt Nam, quý vị nghĩ xem. Họ xem người dân Việt Nam rất là ngu ngơ, mù mờ, cho nên họ mới lừa gạt như vậy. Chúng ta không có ngu quý vị, người dân Việt Nam không có ngu. Cho nên chứng tỏ rằng người dân Việt Nam chúng ta không có ngu, thì chúng ta phải hiểu được rằng Hồ Chí Minh là người Tàu, chúng ta phải tôn thờ người Việt. Người Việt chính gốc đó là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài sinh ra tại Việt Nam, lớn lên tại Việt Nam, đi học ở trường Việt Nam, và hiện tại bây giờ Ngài đang cứu dân Việt Nam. Cho nên Ngài đã hy sinh 30 năm để cứu dân cứu nước bằng những cái tài sản đồ sộ của Ngài. Gia đình Ngài, Ngài cũng bỏ qua một bên để tìm mọi cách cứu người dân Việt Nam. Tại sao chúng ta không tôn thờ mà chúng ta lại đi tôn thờ người Tàu? Đó là Kim nói cho quý vị biết, người dân Việt Nam nên sáng suốt lên. Chúng ta phải tự hào rằng trên 4.000 năm văn hiến của đất nước Việt Nam của chúng ta, người dân Việt Nam rất là thông minh nghe quý vị, chứ không có ngu. Cho nên những người nào mà nói rằng mình là người Việt Nam thì chúng ta phải thay đổi những cái tư duy, và chúng ta phải biết được rằng Hồ Chí Minh là người Tàu, không phải người Việt. Chúng ta nhất định không tôn thờ một cái người Tàu trong đất nước Việt Nam.
Đó là những điều mà Kim muốn nhắn gửi với người dân Việt Nam. Và chúng ta phải nhanh tay trưng cầu dân ý. Hiện tại, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã làm sẵn tất cả cho người dân Việt Nam. Hệ thống trưng cầu dân ý và Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Ngài đã ký, có chữ ký của Ngài, ban hành ngày 16 tháng 2 năm 2020 mới vừa đây thôi quý vị. Cho nên chúng ta thấy được rằng đất nước Việt Nam của chúng ta đang được cứu và sẽ trường tồn trong tương lai, và Cộng sản phải bị diệt tận gốc, tận rễ nha quý vị. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ mà thôi. Chúng ta chỉ cần thay đổi những suy nghĩ chúng ta. Từ chỗ chúng ta tin Cộng sản, bây giờ chúng ta chỉ tin vào Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang và sẽ lo cho người dân Việt Nam chúng ta no cơm ấm áo. Chúng ta sẽ lấy lại được đất tổ, và Ngài Tổng thống Đào Minh Quân quyết tâm không làm khổ dân bằng lá phiếu trưng cầu dân ý đó quý vị. Bây giờ hồi nãy thì Pha đưa cái miếng này lên. Có 5 tờ hồ sơ để gạch vào Hồ Chí Minh là những người đã tham gia chính phủ và ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân, giải thể Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Thì ở cái đơn này thì tại vì Pha in ra nó màu trắng nên là Pha thấy anh chị em thấy không có rõ, nên Pha đưa cái hình này lên, nó đẹp không? Gạch mặt Hồ Chí Minh mà có những cái màu mè đẹp không? Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, hai người này là người Tàu cả. Thì tại sao chúng ta không gạch? Tại sao chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta không gạch? Gạch mặt để gạch rõ cái lằn ranh giới giữa Cộng sản và chính nghĩa, tức là Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì những người mà vào chính phủ là gạch luôn trên trán hai ông này luôn. Pha thì hay nói làm ơn gạch là hai cái ông già dịch này giùm đi. Tại vì không phải người Việt Nam. Anh chị em nghĩ tại sao chúng ta lại gạch? Tại vì họ đã phá nát đất nước Việt Nam của chúng ta rồi. Và Tổng thống Đào Minh Quân cũng đã thưa Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Thì cái vụ kiện đó sau này anh chị em cũng biết rõ mà, tôi nói chính phủ này là có thật, di thật là cộng, cái gì cũng sẽ rõ ràng. Nhưng mà tại vì anh chị em cố tình không tin mà thôi. Thì bây giờ á, Pha kêu gọi tất cả anh chị em, nhất là những người trẻ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, trẻ là tức là thế hệ sau, còn trẻ, còn có tinh thần yêu quê hương đất nước, cùng nhau xây dựng lại đất nước, tái thiết lại một đất nước tự do với nền Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Thì anh chị em điền 5 cái tờ đơn này để gia nhập chính phủ hay là ủng hộ cũng được. Anh chị em có thể không cần vào chính phủ cũng được, nhưng mà anh chị em có tinh thần yêu nước thì anh chị em gạch mặt hai cái ông Việt Giang này đi ha. Thì còn anh chị em vào chính phủ thì anh chị em hoàn tất hồ sơ. Hiện nay chính phủ đang duyệt xét tất cả hồ sơ của những anh chị em đã điền trong hệ thống vào gia nhập chính phủ, và sẽ phỏng vấn để cho tất cả những người duyệt chân chính và coi là ai có năng khiếu gì, có tài gì, quân đội hay là dân sự, thì chính phủ sẽ sắp xếp để chuẩn bị trở về để tái thiết đất nước. Thì Pha kêu gọi tất cả anh chị em, những người, những sinh viên, học sinh đã học ra trường mà không có việc làm, thì bây giờ đây là cái cơ hội để cho anh chị em phát huy tài năng của mình với thể chế Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thì anh chị em sẽ có một tương lai tươi sáng. Nếu anh chị em thật sự là những người có tài, những người có học thức, thì đất nước đang cần tất cả những anh chị em đó, mà với cái chế độ Cộng sản Việt Nam là ém tài anh chị em hết đó. Anh chị em học giờ đây về treo cái bằng quay khô luôn á. Tại vì cái đó là sự thật. Còn không mà anh chị em có phát minh ra cái gì thì Cộng sản Việt Nam sẽ trù dập anh chị em thôi, không có cho anh chị em phát biểu thôi, hay là phát huy cái tài năng đâu. Tại vì Pha có nghe một thanh niên trẻ nói là bạn của em đó học rất là giỏi và cũng là một kỹ sư chế biến, nhưng mà Cộng sản Việt Nam không cho phát triển. Tức là khi em phát minh ra cái gì đó thì Cộng sản Việt Nam không cho em làm. Thành ra em rất là buồn, có khi em bị bệnh luôn. Tại vì em là người rất là đam mê để sáng chế ra những cái gì phát minh mới.
Thì anh chị em có phải là Cộng sản Việt Nam đang vùi dập anh chị em không? Không cho anh chị em ngóc đầu lên để phát huy. Thì đây là cơ hội để cho anh chị em có cơ hội để phục vụ tổ quốc, phát huy tài năng với nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nên phải kêu gọi tất cả những người anh chị em trẻ có tinh thần phát huy tài năng, có tinh thần tái thiết lại đất nước, có tinh thần yêu quê hương, muốn giúp một tay để đem cái nền tự do trở về trên quê mẹ Việt Nam, để đưa đất nước Việt Nam tiến lên ngang hàng với thế giới, thì gia nhập chính phủ. Pha là một trong những người có thể nhận đơn anh chị em. Pha sẽ hướng dẫn anh chị em làm sao để điền đơn vào chính phủ. Thì ra qua bên đó, ban hồ sơ sẽ xét duyệt hồ sơ và sẽ mời anh chị em phỏng vấn để coi anh chị em có tài năng gì. Rồi tổng thống hay là tất cả những đồng nhiệm có thể huấn luyện anh chị em trở thành những người mà có bản lãnh, có chỉ huy, có đạo đức theo cái ngành nghề mà anh chị em có thể phát huy được. Đó là Pha Phi kêu gọi đất nước Việt Nam phải thay đổi, nhất định phải thay đổi. Không thay đổi thì anh chị em sẽ chết lần mòn đó với Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ Pha xin đọc cho anh chị em cái tin tức này của Úc để cho anh chị em thấy là cái sự nham hiểm của Tàu Cộng. Để cho anh chị em biết là đất nước Việt Nam của chúng ta là tàu nó cũng ngậm nhắm, nó nhai, phải nói là nó bầm như đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì Pha sẽ đọc cho anh chị em nghe cái tin tức này của nước Úc, tại vì nó liên quan tới Tàu Cộng. Tại vì Tàu Cộng nó muốn bành trướng cả thế giới luôn à, chứ không phải nước Việt Nam của chúng ta đâu. Nó rất là tham vọng. Nó cũng muốn là cường quốc trên thế giới mà. Giờ Mỹ là cường quốc nhưng mà nó muốn làm cường quốc. Thì anh chị em biết là nó phải dùng cái thủ đoạn gì. Thì bây giờ Pha xin đọc cho anh chị em nghe cái tin tức của nước Úc liên quan với Tàu Cộng, tức là Trung Quốc nè. Trung Quốc đe dọa áp đặt thuế quan đối với sản phẩm lúa mạch. Đây là cái tin tức mà cái đề tài như vậy, thì Pha xin đọc lại cho anh chị em. Tự nhiên là mình Pha đọc tự nhiên nghe cái tiếng gì tự nhiên bị chi phối, xin lỗi. Việc Trung Cộng đe dọa áp đặt thuế quan đối với sản phẩm lúa mạch nhập cảng của Úc đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Chính phủ liên bang nói rằng động thái này không chính đáng này sẽ gây ra các quan ngại sâu sắc giữa hai nước đó. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu thử ha. Ở đây á, nước Úc nó cũng lịch sự lắm nè, viết là chính phủ Trung Quốc. Nhưng mà đối với Pha thì Pha không có kêu bằng chính phủ đâu, nhưng mà cái này Pha đọc nguyên văn người ta viết nên Pha đọc. Chính phủ Trung Quốc đã đe dọa áp thuế lên tới 80% đối với lúa mạch Úc. Ông Haynes nói rằng quyết định này có thể làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của ngành nông nghiệp. Rõ ràng một cú sốc như thế này gây ra lo lắng cho chúng tôi, đặc biệt về giá cả, liệu nông dân sẽ nhận được gì cho sản phẩm và công sức lao động của mình trong 6 tháng tới vào tháng 11. Báo cáo này đưa ra sau khi cuộc điều tra kéo dài 18 tháng của Trung Quốc về tuyên bố rằng Úc bán tổng tháo lúa mạch vào Trung Quốc. Trung Quốc cáo buộc các nhà cung cấp của Úc sản xuất lúa mạch với giá thấp hơn so với giá thị trường nội địa, gây tác động đến các nhà sản xuất Trung Quốc địa phương. Chính phủ Trung Quốc nói rằng Úc có 10 ngày để đưa ra lời giải thích, nhưng Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham phát biểu với Sky News rằng những lời cáo buộc của Trung Quốc là không có cơ sở. Việc cáo buộc rằng nông dân trồng lúa mạch của Úc bán sản phẩm của họ dưới giá thành sản xuất ở thị trường Trung Quốc hoặc bất kỳ thị trường nào khác là không có cơ sở, không có bằng chứng rõ ràng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng
Trường hợp này vốn là tồn tại quá lâu nên bị phản bác lại. Khoảng một nửa lượng sản xuất lúa mạch của Úc được gửi đến Trung Quốc, với 88% trong số đó được sản xuất tại Tây Úc. Đây là một giao dịch thường niên ước tính giá khoảng 1.5 tỷ đô la. Đợt hạn hán năm ngoái đã làm tê liệt các điều kiện phát triển, khiến con số đó giảm dưới một nửa, là khoảng 800 triệu đô la. Giám đốc điều hành của Raymond Rowe, David Mitchell, nói rằng ông hy vọng giao thương với Trung Quốc sẽ được tiếp tục. Trung Quốc là đối tác thương mại thực sự quan trọng đối với ngành lúa mạch của chúng tôi trong nhiều năm, và chúng tôi muốn tiếp tục mối quan hệ. Chúng tôi cần tập trung vào vài tuần tới để bảo đảm chúng tôi có hợp tác với thái độ tôn trọng chính phủ Trung trong lúc họ thảo ra quyết định này. Quan hệ ban giao giữa Úc và Trung Quốc đã bị ảnh hưởng trong những tuần gần đây sau lời kêu gọi của Thủ tướng Scott Morrison về việc thực hiện một cuộc điều tra quốc tế nguồn gốc của bệnh dịch corona đó, COVID-19. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra hồi tháng trước đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Thủ tướng Úc tiếp tục thúc đẩy điều tra. Ông Morrison vẫn giữ thái độ ngoại giao: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải cẩn thận để không vạch ra một lằn ranh về việc này. Chúng tôi mong và hy vọng rằng vấn đề này sẽ được giải quyết dựa trên giá trị của nó." Đó là lời cố vấn vấn đề chống bán phá giá quan niệm của Trung Quốc. Họ chắc chắn không nên liên hệ chuyện này đến bất cứ vấn đề nào. Tôi vô cùng thất vọng nếu họ làm như vậy. Ông Morrison nói, mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt của Úc và Trung Quốc thậm chí đã thu hút sự chú ý của các lãnh đạo ở Hoa Kỳ. Bây giờ qua tới thế giới bên kia rồi nha. Một nhóm thành viên quốc hội đã gửi thư ngỏ tới đại sứ Úc tại Washington, miêu tả các mối đe dọa của Trung Quốc là đáng lo ngại sâu sắc. Thư ngỏ đã viết, bất kể Trung Quốc gây ra áp lực bên ngoài hay sức ép nào, Hoa Kỳ sẽ luôn ủng hộ Úc. Chính phủ nói rằng nếu vấn đề này không được giải quyết theo thời hạn, Úc có thể sẽ đưa ra vấn đề này đến Tổ chức Thương mại Thế giới. Tại sao mà Pha Linh live stream nói đòi tự do nhưng mà lại đọc những cái tin tức này? Anh chị em có thấy là rõ ràng á, là nó dính níu tới Tàu Cộng hay không? Và cũng dính níu tới Hoa Kỳ luôn, phải không? Thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa song hành với Hoa Kỳ, và Úc là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Tức là chỗ nào có Hoa Kỳ là có Úc, mà có Úc thì là có Hoa Kỳ. Nên Pha muốn đem cái vấn đề này cho anh chị em biết, là ông Thủ tướng Úc này đó, ông Morrison đó, là ông đã tuyên bố là phải điều tra về cái bệnh dịch COVID-19 mà Tàu Cộng đã đưa ra chết người và hại người đó, hại cả cái thế giới này điên đảo đó. Thành ra đó là Tàu Cộng đó là muốn làm áp lực để chính phủ Úc không có điều tra chuyện này. Vậy thì anh chị em thử đặt cái câu hỏi, là nếu như không họ không phải là cái nước mà gây ra cái bệnh COVID-19 á, thì tại sao họ lại làm áp lực? Tại sao họ đe dọa là đánh thuế lúa mì của Úc nhập cảng qua Trung Quốc 80%? Vậy thì họ là ai? Họ là thủ phạm đưa cái con corona COVID-19 này ra cả thế giới. Chỉ có những người mà hại người ta mới sợ người ta thôi.
Chứ rõ ràng nếu mà Tàu Cộng không có phải là người làm hại cả thế giới này, tại sao lại sợ người ta điều tra? Rõ ràng là ông Thủ tướng Úc muốn điều tra tận gốc rễ về cái nguyên nhân, cái bệnh dịch đó, rồi có thể bắt đầu kiện Tàu Cộng. Thì Tàu Cộng trả đũa lại bằng mà phải mọc trò là kêu bằng bỉ ổi đó, là đòi đánh thuế lúa mì 80%. Hả? Thì bây giờ những thành viên của Quốc hội đã gửi thư qua tòa đại sứ Úc tại Washington để nói cái mối đe dọa mà của Tàu Cộng này nè, để qua bên đó để coi chính phủ Hoa Kỳ thế nào. Thì anh chị em thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ nè, và chính phủ Hoa Kỳ nói á, Úc muốn làm sao á, là chính phủ Hoa Kỳ cũng ủng hộ cả. Nhưng mà cái ông Thủ tướng Úc này, ông rất là cương quyết, ông muốn điều tra cái bệnh dịch COVID-19 này. Ông bất chấp là Tàu Cộng có đánh thuế lúa mì hay không, thì Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Úc. Bất kể là Úc quyết định như thế nào, họ cũng... Thì anh chị em thấy họ là đồng minh rất là sâu sắc, đúng không? Tại vì những cái chiến hạm mà đang nằm ở Biển Đông cũng có Úc mà. Chỗ nào đó nói chỗ nào có Hoa Kỳ là có Úc thôi. Thì bây giờ á, Úc và Hoa Kỳ có thể sẽ thưa Tàu Cộng là một có số tiền mà khổng lồ luôn á. Thì Tàu Cộng sẽ chết chắc luôn. Vì thế nên đe dọa cái nước nào mà nói là điều tra thì lại đánh thuế. Đánh thuế 80%. Nhưng mà đừng có quên là Trung Quốc hơn 1 tỷ người, gần 1 tỷ tư người, nhưng mà nước Úc này chỉ có 20 mấy triệu. Vậy thì thằng nào đói đây nè? Tại vì nước Úc có thể không bán lúa mì cho Tàu, có thể bán cho nước khác. Nhưng mà cái người đói á, là Tàu Cộng, không phải là các nước tự do. Cả cái ông Thủ tướng Úc này là bên tự do nha. Ông rất là cứng rắn. Thành ra đó, ông xui là Thủ tướng tự do lên, chứ Thủ tướng mà lao động lên thì có thể còn yếu nha. Chứ tự do từ xưa tới giờ là cùng với Mỹ là không có bỏ bất cứ một cái gì mà mấy ông quyết định ra. Thì anh chị em có thấy là Tàu Cộng nó nham hiểm hay không? Nó đưa COVID-19 ra hại cả thế giới mà người ta điều tra thì nó lại hâm đánh thuế trên các mặt hàng, giống như bò nè, nước Úc thì có bò, có lúa mì, thì lại đòi đánh thuế 80% để ém cái miệng của ông Thủ tướng này chứ. Có phải không anh chị em, thấy không? Hâm để cho ông Thủ tướng này sợ đừng có điều tra. Như vậy là tại vì mình có tích, mình nhúc nhích, tại vì mình là thủ phạm nên mình sợ người ta điều tra. Chứ còn nếu mình không có làm, sao mình sợ người ta điều tra? Tại sao pha lên cái diễn đàn đòi tự do cho Việt Nam mà lại nói cái tin tức này? Nó dính níu rất là nhiều nước, nhất là những nước đang đồng minh với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mà cái nước Việt Nam mà tổng thống đang là người lãnh đạo đất nước Việt Nam á, Trung Quốc mày cũng chết luôn, tổng thống cũng thưa luôn. Chứ đừng có nói là những cái nhà lãnh đạo mà trong nước hiện bây giờ như là Nguyễn Phú Trọng mà cúi đầu dạ dạ dân dân, tổng thống cũng thưa cho đòi cho hết cái gì mà nó gây ra. Thì bây giờ Mỹ, Úc còn rất là nhiều nước, đâu có nhiều đâu, khoảng hơn 80 nước à, không có nhiều, chưa đủ, hình như thế giới này tới 100 mấy nước hả chị Kim. Nhưng mà hiện bây giờ có 80 mấy nước thưa rồi đó, thành ra muốn đánh thế đi đánh coi ai thằng nào đói biết nè. Nên nước Úc này không có sợ áp lực của người khác, tại nước Úc này có thể tự họ sản xuất, tự họ bán qua các nước khác. Tại nước Úc này chỉ có 20 mấy triệu à, mà sản phẩm đồ là nó nằm cũng không phải là lớn giống như thị trường của Mỹ đâu. Nó cũng có một cái dạng, nhưng mà nó, cái thị trường của nó lớn là tại vì bên Tàu Cộng nó rất là nhiều người. Thành ra cái gì nó cũng qua đây Úc nó mua cả. Tại đồ của Úc cũng là đồ có chất lượng cao. Thì họ mua bây giờ muốn hăm dọa, trời ơi, nước Úc này á, ta nghĩ là ông Thủ tướng này ông không có chừng bước đâu. Tại nếu mà ông điều tra ra, ông thưa ông lấy tiền được nhiều hơn là ông bị lỗ lúa mì. Anh cho em nghĩ đi, thế nào cũng lời hơn là lỗ lúa mì 80% được hả? Hâm vậy thì ta bán bên kia rẻ hơn chút được không? Còn mấy thôi, bên Mỹ hiện bây giờ đang thiếu hay gì đó, thôi nhầm qua mệnh đi. Thì cái tiền mà ông thưa Tàu Cộng đó, ông đánh sập luôn Cộng sản Tàu. Tức là cái chế độ đó sập luôn và ông đòi tiền.
bù lại thì anh chị em nghĩ là ai lời vậy? Nên Tàu Cộng á, có tích nhúc nhích sợ người ta thưa mình. Đó là cái tin tức, đó là nóng hổi ở nước Úc này. Thì nói cho anh chị em biết là Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam cũng nham hiểm giống nhau đó. Cái này kêu bằng cái trò mà tồi bại đó. Tại vì làm ăn thương mại thì có qua có lại, chứ không thể là khi người ta làm mình làm sai rồi người ta, rồi đe dọa người ta, là thưa người ta, rồi đấm thế người ta. Ủa sao kỳ vậy? Vậy là làm sao mà thể chế tự do được? Đó là sẽ độc tài. À, bây giờ xin phép chị Pha cho Kim có ý kiến một chút xíu để trả lời một cái vị ở dưới diễn đàn. Thì vị này muốn hỏi là chị Pha và Kim làm lương tháng nhiêu. Thì xin thưa rằng chúng tôi là những người tự nguyện, tại vì thấy người dân Việt Nam khổ quá và sắp sửa bị nạn Tàu Cộng đến để mà xâm lược và tiêu diệt người dân Việt Nam, cho nên là chúng tôi đau lòng và muốn giúp chính phủ, hoàn toàn không có tiền lương nha quý vị. Và chính phủ này có một điểm đặc biệt là cần người có tấm lòng giúp, chứ không cần những người có trình độ cao mà không có tấm lòng nha quý vị. Cho nên người Việt Nam của chúng ta ở khắp thế giới á, nhiều người tài lắm quý vị, nhiều người có bằng cấp cao lắm, nhưng mà lại không có mặt trong chính phủ này. Tại vì người ta không có tấm lòng quý vị, người ta không có thương người dân, người ta chỉ thương tiền thôi quý vị. Cho nên từ chỗ đó, tại sao ở trong chính phủ này chúng ta ít người nhưng toàn là những người có tấm lòng? Đó là cái câu trả lời. Cái thứ hai là Kim xin nhắc lại là chính phủ này không có dùng súng đạn, không có súng đạn quý vị, mà chỉ dùng bằng công pháp quốc tế mà thôi. Và cái tờ đơn mà ký đạp mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông ở đây á, là chúng ta chỉ thể hiện cái lập trường của chúng ta là không muốn cộng sản ở trong đất nước Việt Nam, và chúng ta chỉ gạch chéo và chúng ta ký tên vào đây mà thôi. Đó là một cái hành động rất là nhẹ nhàng, chúng ta không làm những bạo lực quý vị, chúng ta không dùng bạo lực. Và ở đây là đơn kiện Tàu Cộng, tại vì suốt gần 100 năm nay, từ ngoài miền Bắc cho tới miền Nam, là tại vì cái tên Hồ Chí Minh đó mà gây thảm trạng cho đất nước Việt Nam. Cho nên đây chỉ là cái đơn thôi mà quý vị cầm mỏi tay luôn đây nè. Là tại vì nó đã gần 100 năm nay, cho nên tất cả những cái sự kiện mà người Tàu đã gây tan thương chết chóc cho người Việt của chúng ta. Cái này là trình bày, tức là cái đơn thôi. Chỉ là cái đơn thôi đó, mà nó dày như thế này nè quý vị. Thì quý vị xem coi, cái sự ác độc của người Tàu Cộng đến với đất nước Việt Nam nó nhiều như thế nào. Đây chỉ là một đơn thôi nha, một cái đơn thôi. Còn những bằng chứng thì nó dày 4.000 trang rồi quý vị. Và những bằng chứng đó được cất giữ đến ngày ra tòa thì những bằng chứng đó sẽ được đem ra. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng tiêu diệt cộng sản ở đây không phải là chúng ta dùng bạo lực, mà thậm chí chính phủ này còn ra một cái luật cho người theo cộng sản quay trở về với chính nghĩa quốc gia. Đó là Việt Cộng bỏ Cộng, còn Việt, Việt không giết Việt, chớ không người Việt và người Việt không tàn sát giết hại lẫn nhau nha quý vị. Cho nên chính phủ này là một chính phủ chính nghĩa, chính danh và thương dân yêu nước, chớ không dùng bạo lực nha quý vị. Ở đây Kim nói rõ và Kim nhắc lại là ở đây chính phủ này không dùng bạo lực. Tại vì cộng sản họ dùng bạo lực cách mạng và họ dùng chuyên chính vô sản, có nghĩa là làm cho người dân không có tài sản gì cả. Và bạo lực cách mạng có nghĩa là người cộng sản dùng cái dùi cui và bán súng và cây súng, hoặc thậm chí là cắt cổ nữa quý vị. Cho nên chính phủ này rất là nhân bản và nhân văn, yêu thương người dân hết lòng hết mức, thương dân yêu đất nước Việt Nam, chỉ dùng công pháp quốc tế để đưa ra ngoài thế giới kiện Tàu Cộng và cộng sản Việt Nam thôi, chứ không dùng bạo lực. Kim nhắc lại ở đây, cho nên ở đây muốn nói là tiêu diệt cộng sản không có nghĩa là dùng bạo lực, mà tiêu diệt cộng sản ở đây á, là giúp cho người dân hiểu được
thế nào là Cộng sản và thế nào là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã nhắc nhở cho chúng ta biết rằng người dân Việt Nam vì ngộ nhận mà nuôi dưỡng, chỉ một câu đơn giản đó thôi mà chúng ta có thể đánh được Cộng sản, quý vị. Tại vì người dân Việt Nam không còn ngộ nhận để nuôi dưỡng Cộng sản nữa thì Cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Đó là cái chữ mà Kim nói tiêu diệt ở đây, có nghĩa là Cộng sản sẽ đi ra khỏi lòng dân Việt. Vì người Cộng sản đang núp trong lòng dân và họ núp dưới dạng của người lương thiện. Từ chỗ đó người dân bị lầm và người dân tin và nghe theo. Nó đơn giản như vậy thôi quý vị. Cho nên nếu chúng ta hiểu và chúng ta nghe những gì Ngài Tổng thống đã dạy chúng ta thì chúng ta rất dễ tiêu diệt Cộng sản chỉ bằng lá phiếu trưng cầu dân ý mà thôi. Vì người dân Việt Nam không còn ngộ nhận nữa thì Cộng sản sẽ chết. Tại vì sao? Cộng sản đang núp trong người dân để hút máu dân, quý vị. Kim nói chắc có lẽ quý vị không có tưởng tượng ra được. Bây giờ Kim nói rõ hơn một điều nè. Hút máu dân là như thế nào? Là những người dân Việt Nam bây giờ đang đói khổ đó, tiêu chuẩn của người dân Việt Nam đúng ra được hưởng, những trẻ em đúng ra được đến trường để đi học miễn phí, những người bệnh hoạn vào bệnh viện đúng ra là vào bệnh viện không có tốn tiền. Đó là những tiêu chuẩn người dân ít nhất phải được hưởng. Nhưng ở đây người Cộng sản lấy hết những tiêu chuẩn đó của người dân mà họ vơ vét hết rồi bỏ túi riêng của mình. Cho nên hiện tại chúng ta nhìn thấy được rằng người Cộng sản Việt Nam rất là giàu, quý vị, rất là giàu. Thậm chí họ dùng những cái đồng tiền của người dân và đưa con họ ra nước ngoài, giàu có vô cùng luôn. Nhưng chính vì chỗ giàu của họ đó cho nên những ngày sắp tới thì họ sẽ bị loại ra khỏi đất nước Việt Nam nghe quý vị. Tại vì sao? Tại vì thế giới tự do đã bủa văng hết tất cả. Phai Ai là năm con mắt của năm nước tự do, trong đó có Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand. Phai Ai không thể chạy đường nào được nha quý vị. Đó là công pháp quốc tế. Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang làm tất cả hồ sơ để đưa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu ra tòa án quốc tế quý vị. Cho nên những ngày sắp tới, người dân Việt Nam nên nhanh tay trưng cầu dân ý. Và chúng ta sẽ thấy kết quả sau cùng. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn sẽ trở về trên đất nước Việt Nam. Và về như thế nào? Về bằng con đường hòa bình, êm thấm hay là về bằng bom đạn do tất cả người dân Việt Nam quyết định nha quý vị. Đó là những lời mà Kim đã trả lời cho người nào đã cần để Kim giải thích. Ở đây chúng ta không dùng bom đạn cho nên không có phải tiêu diệt Cộng sản bằng bạo lực. Xin quý vị hiểu cho. Và Kim xin ngừng ở đây. Và xin trả diễn đàn cho chị Pha. Nhưng mà Pha thêm một chút thôi. Anh chị em nghĩ sao? Anh chị em nghĩ trên đời này á, ai làm cái gì cũng phải có tiền mới làm, đúng không? Anh chị em có bao giờ nghĩ si bụng ta ra bụng người không vậy? Chắc anh chị em nghĩ là anh chị em làm cái gì cũng phải có tiền anh chị em mới làm, chứ còn không có tiền anh chị em không làm. Và anh chị em nghĩ người ta cũng giống vậy à? Sao? Ở trên thế giới này có rất là nhiều người có tấm lòng, không phải vì tiền tài danh vọng mà vì cái tình thương tha nhân mà thôi. Nên chúng ta đừng có lấy cái bụng của mình đó mà si ra cái bụng người khác. Anh chị em có thấy là Tổng thống Đào Minh Quân 30 năm bỏ tiền tài sự nghiệp để mà duy trì cái chính phủ này, để vận động quốc tế, để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu đó không có đủ để cho anh chị em nghĩ là chính phủ này là chính nhân và có cái tấm lòng yêu quê hương đất nước và là tổng thống này chưa đủ. Tại vì trong đầu của anh chị em nghĩ cái gì cũng tiền cả. Anh chị em nghĩ có tiền mới mua được cái này. Nhưng mà có những thứ có tiền không có mua được. Bây giờ Pha nói thí dụ dễ thôi. Cái bệnh dịch Covid-19 anh chị em, bây giờ anh chị em có tiền nhiều phải không? Anh chị em mua vé bay đi, đi thử cái nước nào được. Đó là cái nhỏ nhất. Không phải có tiền làm cái gì cũng được. Có những người họ chỉ cần có tấm lòng, họ có cái tâm tịnh, họ có cái tình thương bao la. Đối với họ nó quý hơn tiền bạc.
Còn anh chị em nghĩ cái vật chất đó là những thứ tạm bợ bên ngoài. Tiền không bao giờ bảo vệ được sức khỏe cho anh chị em. Tiền không có là tất cả. Tại vì anh chị em bệnh, ung thư, anh chị em lấy tiền ra trị được không vậy? Đâu có được. Mà có nhiều người bị ung thư mà người ta chỉ cần niệm Phật mà người ta cũng hết bệnh đó. Thì đâu phải là tiền là tất cả. Nếu mà tiền là tất cả, anh chị em bị ung thư là anh chị em đi trị được rồi, đúng không? Nên á, nếu người ta hiểu được đời sống vô thường này đó, họ không nghĩ tới tiền đâu. Pha và chị Kim chỉ có một tấm lòng, thấy đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam nghèo khổ, muốn tiếp tay cùng Tổng thống Đào Minh. Vì Pha với chị Kim kính phục Tổng thống, cũng là một người hy sinh cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, cũng bỏ tất cả những thứ mà Pha hay nói là người đời kính trọng, tức là tiền tài và sự nghiệp. Nếu như Tổng thống Đào Minh Quân chỉ nghĩ cái chữ tiền như anh chị em hay hỏi là lương chúng tôi bao nhiêu đó, thì Tổng thống không bao giờ cứu đất nước Việt Nam. Tổng thống đi làm triệu phú để ăn trên ngồi trước, không cần nghĩ tới Việt Nam. Đó là Tổng thống nghĩ về tiền như anh chị em đang hỏi đó. Nên á, đừng có si bụng ta ra bụng mình. Chúng tôi làm có tiền hay không? Trời biết, đất biết. Ha? Anh chị em có biết hay không? Thì Pha nói anh chị em cũng đâu có tin, đúng không? Nhưng mà trời biết, đất biết và lương tâm của chúng tôi biết là đủ. Tại vì nói thì cũng không ai tin. Bây giờ Tổng thống hy sinh cả cuộc đời để cứu dân tộc Việt Nam. Anh chị em còn chưa tin, mà cái đó là đã chứng minh rõ ràng 30 năm nay. Mà anh chị em còn chưa tin thì nói chi chúng tôi nói. Chúng tôi không có lương, anh chị em có tin hay không? Nên á, Hoa thì với chị em làm gì vậy? Mình nghĩ á, ở trên đầu mình á là có thần linh, ở trên cao thì có trời, ở dưới có đất. Thành ra chỉ cần trời biết, đất biết và trời Phật biết là đủ. Chúng tôi có lãnh lương hay không thì mấy ông chắc chắn biết. Còn anh chị em có biết không biết thì anh chị em cũng chửi, đúng không? Anh chị em nói thì anh cũng em nói thiệt, anh chị em cũng chửi. Thì nói để làm gì? Chỉ giải thích cho anh chị em nghe cho vui thôi. Còn anh chị em nghĩ thế nào cũng không có quan trọng. Quan trọng là cái mục tiêu của chúng tôi là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Nếu anh chị em còn theo Cộng sản Việt Nam thì anh chị em hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi bảo đảm với anh chị em Cộng sản không còn đất sống. Ngày vô là cuối tháng 3. Phải không chị Kim? Ngày ra vội vã gấp 10 lần vô, tặng cho anh chị em cầu sắm đó nha. Thì bây giờ á, Pha và chị Kim trở lại cái đề tài mà công bộc của dân với nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái bài này Hoa và chị Kim đã đọc qua nhưng mà chưa có giải thích. Thì bây giờ chúng ta hãy xem tại sao Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam và đưa ra những cái bài này để cho tất cả quý đồng nhiệm trở thành những người công bộc của dân để phục vụ cho người dân là như thế nào. Thì bây giờ Hoa mời chị Kim đọc rồi chúng ta cùng giải thích. Nếu còn thời gian thì đọc hiếu quá. Kim xin phép được đọc lại cái bài quan điểm công bộc của dân. Tại vì những cái bài này rất là quan trọng. Và chúng ta giải thể Cộng sản rất là đơn giản. Đó là người dân Việt Nam chỉ cần học đạo đức là chúng ta giải thể được thôi quý vị. Tại vì người Cộng sản không có đạo đức. Người Cộng sản quá tàn ác và đối xử không có đạo đức với người dân. Cho nên chỉ cần những người dân đều có đạo đức và có tinh thần đoàn kết với nhau thì Cộng sản sẽ không sống còn được. Nó đơn giản như vậy. Cho nên mỗi một người dân chúng ta cần phải học hỏi sắp tới cách nào để chúng ta sửa đổi. Tại vì trong cái chế độ Cộng sản thì Kim thấy càng lúc đạo đức của người dân Việt Nam càng xuống thấp. Bằng chứng là mới cách đây 1-2 ngày thôi, Kim thấy ở trên mạng một em học sinh đó nữ mà nó đánh em học sinh kia, mình thấy mình đau lòng. Đánh quá tàn nhẫn luôn. Tại sao như vậy? Trường học của Cộng sản dạy cho các em như thế nào mà các em lại tàn ác như vậy? Cho nên sắp tới đây đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về thì sẽ không có tình trạng đó quý vị. Tại vì trong trường học của Việt Nam Cộng Hòa lúc trước đi vào cái lớp nào cũng có cái câu là tiên học lễ, hậu học văn. Có nghĩa là trước tiên chúng ta học lễ nghĩa và sau đó chúng ta học văn chương, lời nói. Lời nói chúng ta nói đàng hoàng, nói có lễ nghĩa. Và trước tiên là chúng ta phải đối xử với nhau tốt đẹp.
chứ không có phải làm những cái hành động xấu xa như vậy. Nhiều clip lắm, Kim xem là Kim thấy cái đạo đức của con người xuống quá thấp luôn. Cho nên hiện tại, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân mặc dù chưa về nước, nhưng Ngài đã bắt đầu chỉnh sửa người dân Việt Nam. Ai mà bắt đầu học hỏi ngay từ bây giờ, thì chừng nữa chúng ta sẽ bắt kịp vào trong xã hội rất là nhanh. Còn nếu mà ai không chịu lắng nghe và học hỏi, thì lúc đó, cái câu tiếng Việt nó có một câu rất là hay là trâu chậm uống nước đục đó quý vị. Thì quyền lợi quý vị không có, đi sau người ta thì cái đó tự quý vị hiểu thôi nha. Bây giờ Kim xin phép được đọc. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Văn phòng Thường trực, PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Điện thoại 760-523-3011 và 949-529-0952. Quan điểm công bộc của dân, những người có tinh thần và trí tuệ. Ngày 9 tháng 5 năm 2020. Thưa quý đồng nhiệm, công cuộc đấu tranh diệt tiệt chủ nghĩa và chế độ cộng sản là một hành trình gai go, phải chuẩn bị những lớp sau thay thế người trước. Do đó, để tiếp tục giúp đỡ, nâng cấp quý đồng nhiệm hầu trở thành những giới chức ưu tú trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống đã chỉ thị cho chúng tôi soạn lại những bài học căn bản để bổ túc, rèn luyện những giới chức công bộc xứng đáng của dân. Rất mong quý đồng nhiệm chia sẻ, thảo luận những loạt bài này để tôi luyện, nâng cao trình độ và đức hạnh của mình. Chúng ta thường nghe Tổng thống giáo huấn rằng, những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là những viên ngọc, là những người có trí tuệ. Vậy, trí tuệ và tinh thần là gì? Theo giáo sư Nguyễn Duy Cần, thì trí tuệ là sự tổng hợp của ba chức năng, cảm giác, trí nhớ và sự phán đoán. A. Cảm giác. Nhờ có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi mà chúng ta mới biết được hình trạng cùng vị trí tương quan của mọi vật. Nếu ngũ quan của chúng ta được tôi luyện, thì hiểu biết về ngoại cảnh sẽ rành mạch, tinh tế và dồi dào. Vì vậy, bước đầu luyện tập trí tuệ là phải tập quan sát. Quan sát bằng ngũ quan để sờ, thấy, nghe, ngửi mùi vị và cảm nhận. Tập quan sát là mở cửa cho con đường tiến hóa của tri thức. Trong chính trị, quân sự, văn chương, nghệ thuật hay thương mại, những ai có sự quan sát tinh tường và suy nghĩ đúng đắn, đương nhiên đường đời sẽ bớt chông gai, dễ thành đạt hơn. B. Trí nhớ. Tuy vậy, những cảm giác chỉ là bóng mờ phớt qua. Nếu chúng ta không biết luyện tập trí nhớ để ghi nhận trở thành ký ức vững vàng và phong phú. Tuy nhiên, phải biết phân biệt trí nhớ và sự quen thuộc. Vì sự quen thuộc thường làm cho chúng ta không thấy được những cái hay, đẹp của sự việc. Nếu chúng ta thử xem xét chung quanh như một người khách lạ, ta sẽ thấy sự việc đổi khác, trí nhớ phong phú hơn với nhiều tư tưởng mà xưa nay chúng ta chưa có. Điều quan trọng khi sử dụng trí nhớ thì đừng để thành kiến làm cho cảm quan bị lệch lạc. Như nước khi đông lạnh thì thể trạng sẽ nhẹ đi. Trái lại, nếu chúng ta chú ý thái quá, sẽ dễ trở thành soi mói. C. Sự phán đoán. Khi có cảm giác, có trí nhớ,
có ký ức nhưng không biết sử dụng cho đúng lúc, đúng thời, thì những cảm giác và trí nhớ đó không giúp được nhiều cho chúng ta. Vì vậy, những giới chức trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, phải biết sắp đặt lại cảm giác, ký ức cho có trật tự, lớp lang, mới có thể suy luận một cách sáng suốt và đích xác, hầu có thể phán đoán không sai sót. Không có trí phán đoán thì không tìm thấy mối liên lạc và sự trật tự trong mớ tư tưởng hỗn độn của mình. Thiếu trí phán đoán, dù cảm giác có dồi dào, trí nhớ có phong phú bao nhiêu cũng thành vô dụng. Tinh thần là gì? Tinh thần là sự tổng hợp của tình cảm, trí tuệ và ý chí. Những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đều là những người có trí tuệ, biết sử dụng tình cảm làm động lực, dùng ý chí để đem trí tuệ dìu dắt tình cảm. Đó là căn bản của sự đào luyện tinh thần. Tinh thần phải được tự do mới hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên, tinh thần thường bị dục vọng làm mờ ám. Do đó, phải biết giải phóng tinh thần ra khỏi sự hắc ám của dốt nát và dục vọng. Tinh thần tự do không phải là sự an bài của tạo hóa, mà là một chinh phục cao quý nhất của chính bản thân con người. Đó là phẩm chất cao quý của những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đang có khát vọng và hướng vọng noi theo gương Tổng thống Đào Minh Quân để giúp dân cứu nước. Tinh thần hay tư tưởng con người sở dĩ không được tự do vì ba nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, bị nô lệ những cảm giác bên ngoài như chiếc thuyền không lái, không neo, tha hồ bị trôi dạt theo luồng nước. Thứ hai, bị nô lệ dục vọng trong nội tâm làm cho tinh thần mờ ám, hỗn độn, đem đến hành động vô tâm như một bộ máy. Thứ ba, bị nô lệ cái bả của danh vọng. Do đó, muốn tinh thần tự do, chính chúng ta phải tự giải thoát tinh thần của mình ra khỏi ba loại xiềng xích nêu trên. Trong suốt hành trình giúp dân cứu nước, sẽ có những thành viên không thể đi đến cuối đường vì những lý do khách quan phải rút lui. Đó là do dục vọng làm mù quáng hay tham vọng làm điên cuồng. Đương nhiên bị tự đào thải theo quy luật hướng thượng. Chim không đủ lông cánh, không thể bay cao. Người không có tinh thần tự chủ, đương nhiên bị sa ngã. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chủ trương một cuộc cách mạng tâm trị, dùng tình thương và giáo dục để xóa bỏ hoàn toàn những tà mị, dối trá và ác độc của tà thuyết và chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Năm nay là mốc khởi diễn cho những chuyển biến quan trọng, ảnh hưởng đến tình hình chính trị nước ta, sẽ có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng và tương lai của các thế hệ mai sau. Do đó, tất cả quý giới chức, thành viên, đồng nhiệm và quý đại biểu chúng ta phải cùng nhau trao dồi, huấn luyện và quyết tâm hoàn thành các đường lối, sách lược và tâm huyết của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, hầu đem lại một đời sống ấm no, hạnh phúc, an cư, lạc nghiệp cho toàn dân Việt Nam. Trong tinh thần phấn khởi và tự hào đó, những giới chức, đại biểu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời quyết tâm phấn đấu để đạt thêm tiêu chuẩn người chính trực, có tinh thần và trí huệ để trở thành những giới chức nòng cốt, công bộc của muôn dân, hầu tẩy sạch chủ nghĩa, tà thuyết ma mị, dối trá, ác độc của Cộng sản trên quê hương.
cả chúng ta đang noi gương Tổng thống Đào Minh Quân để làm một cuộc cách mạng tâm trị. Mọi gian nan, sương gió, nhẫn nhục mà chúng ta đang chịu đựng chỉ để tôi luyện cho mình các đức tính nhẫn nại, lòng vị tha và kiên trì hầu chiến thắng tập đoàn tội ác Cộng sản và đào thải chế độ phi nhân vô thần của chúng. Thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời phải là những môn đệ của Chúa hay là những vị Bồ Tát thì Cộng sản mới bị triệt tiêu và nhân loại sẽ hòa bình. Hiện nay, trước cơn chấn động virus Vũ Hán của Tàu Cộng do bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam thông đồng với giặc đưa vào nước ta để hủy hoại sức chống đỡ của toàn dân nước Việt. Trước hiểm họa Tàu Cộng muốn xâm lăng nước ta bằng hình thức mới, chúng muốn biến Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu. Do đó, toàn dân Việt Nam hãy mau thức tỉnh, cùng đồng lòng kết hợp, nắm chặt tay nhau đoàn kết, ủng hộ và hậu thuẫn Tổng thống Đào Minh Quân, lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, diệt tiệt chủ nghĩa và chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, vứt bỏ cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam UB ám chướng vào sọt rác, khuất phục giặc Tàu để bảo vệ Giang Sơn. Tất cả thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa luôn ghi nhớ lời thề son sắt của Tổng thống Đào Minh Quân đã truyền dạy cho chúng ta là dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kim đọc xong cái bài công bộc của dân. Bây giờ xin mời chị Kim pha. Còn thiếu 8 chữ nữa chị em. Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Dân tộc Việt bất khuất thì anh chị em có muốn là người dân tộc Việt Nam của chúng ta bất khuất kiên cường hay không? Còn lãnh thổ của chúng ta không có bị phân chia hay không? Và nhân dân Việt Nam chúng ta không có bất ly hay không? Nếu có đó, nếu không muốn chứ thì anh chị em tham gia trưng cầu dân ý đi, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân giải thể cái chế độ tà quyền phi nhân bán nước hại dân này. Tại vì á, họ làm thì họ phải gánh chịu mà thôi. Là cái tội họ cướp nước nè, rồi bán đất nước nè, rồi hại dân nè. Đó là những gì họ làm thì họ phải gánh chịu. Tại vì họ làm xấu thì người ta mới là đòi giải thể, chứ họ làm tốt thì đâu có. Nên là anh chị em làm người tốt, anh chị em yên tâm đi, anh chị em có cuộc sống hạnh phúc lắm. Tại vì anh chị em là người tốt, anh chị em có nội tâm yên bình, thì chính phủ hay là một thể chế nào cũng vậy. Nếu mà không có sống thuận lòng dân, tức là thiên ý đó. Tại vì thương dân là sống thuận thiên ý, còn hại dân là nghịch với thiên ý. Vậy thì anh chị em nghĩ cái nào sẽ bị tiêu diệt? Dĩ nhiên là cái nghịch với thiên ý sẽ bị tiêu diệt. Thì Cộng sản Việt Nam đang làm, thì họ đừng có trách ai. Nếu họ muốn quay đầu vẫn còn kịp. Bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Đó là đường lối rất là nhân từ và độ lượng của Tổng thống Đào Minh Quân. Tại vì làm ác thì sẽ gặp quả báo mà thôi. Làm ác thì sẽ bị hủy diệt. Còn làm thiện làm tốt, dầu có ba chìm bảy nổi nhưng mà không có chết, rồi sau đó sẽ bừng sáng lên. Anh chị em có thấy Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từ rồi mấy năm nay, anh chị em thấy là từ lúc Tổng thống Đào Minh Quân kêu gọi trưng cầu dân ý không? Anh chị em có thấy là người ta chửi quá chừng đúng không? Chửi Tổng thống, chửi chúng tôi, chửi hầu như tất cả những người của Chính phủ đúng không? Nhưng mà tại sao Chính phủ này không có quan tâm, vẫn bước tới như thường? Ai không có vào Chính phủ, không có giữ vững lòng tin thì sẽ bị đào thải, chính là họ chọn. Tại vì họ đã vào Chính phủ, họ phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để giải thể Cộng sản Việt Nam.
Giải thể tập đoàn Cộng sản Việt Nam sau lưng là Tàu Cộng không phải là giải thể một nhóm nhỏ nào, một tiểu đoàn hay là một cái quân khu nào, không phải như vậy. Mà cả một tập đoàn sau lưng là Tàu Cộng. Thì chúng ta phải có tấm lòng yêu người vô bờ bến, chúng ta mới đi trọn con đường này. Đó là cái tấm gương của Tổng thống Đào Minh Quân. Nếu Tổng thống không có tấm lòng yêu quê hương đất nước, không có đi trọn cái con đường 30 năm để chờ đợi giải thể Cộng sản Việt Nam, thì những người thành viên của chính phủ cũng vậy mà thôi. Người nào không kiên nhẫn, không chờ đợi sẽ bị đào thải. Cái đó là chuyện tất nhiên, anh chị em đi cùng một con đường đến mục đích mà anh chị em nói mệt quá tôi không đi nữa, thôi tôi rút lui tôi trở về, hay tôi ngồi đó nghỉ, thì anh chị em là người không có lòng kiên nhẫn. Những người mà chạy bộ, anh chạy bộ hay chạy thể thao, anh chị em có thấy không, người ta chạy quá chừng để tới mục đích, chứ còn tự nhiên chạy thôi tôi mệt quá tôi không chạy nữa, rồi không chạy nữa, không chờ được và không được những gì mà và người đó muốn. Vào chính phủ muốn được chức nè, muốn được tiền, muốn được nổi tiếng, cái không được, không được thì đi ra trở lại đánh phá chính phủ, bôi nhọ chính phủ với tổng thống thế này thế nọ, cái này tùm lum tà la, tự mình cho bôi cho trét trấu lên mặt của mình, nhất là lên cha mẹ của mình. Tại sao phải nói như vậy? Cha mẹ của chúng ta sanh chúng ta ra, mà nếu có một người con sống không đúng đắn đàng hoàng, không có cha mẹ nào vui cả. Và bảo đảm với anh chị em là anh chị em có con không? Anh chị em có làm cha làm mẹ không? Tất cả cha mẹ của mình đẻ mình ra, rồi mình lại làm cha mẹ những đứa con của mình. Thì khi mà chúng ta sống không có đúng với đạo lý làm người đó, thì chúng ta rõ ràng là bôi trơ trét trấu lên mặt của cha mẹ của chúng ta. Rồi mình chính mình bôi trơ trét trấu lên mặt của mình. Tại vì mình làm sai là mình đã làm nhục cha mẹ của mình, mà trở lại người ta cười chính bản thân mình là người không có học, không có kiến thức, không có lòng kiên nhẫn, và đi đánh phá, đi chửi lại người khác. Pha không quan tâm anh chị em chửi gì, pha không có quan tâm đâu. Tại vì cái mục tiêu là chúng tôi phải đi tới, còn những cái gì ở bên đường chúng tôi không có quan tâm. Nếu chúng tôi sợ thì không có lên livestream nữa. Thành ra cái bài học này đó đã nói cho tất cả chúng ta hiểu được là một người, một thành viên của chính phủ là phải làm những việc mà nó không giống như anh chị em nghĩ đâu. Là một người phải nhẫn và nhộn nhịn. Nhẫn là phải không, bây giờ cái chữ nhẫn mà Tổng thống đã 30 năm nay nè, để chờ đợi đó, để giải thể Cộng sản Việt Nam. Nhịn là chúng tôi nhịn, anh chị em chửi chúng tôi nhịn luôn ha. Đó là nhịn, tôi thì nhịn thôi, tổng thống thì dùng chữ nhẫn chứ tôi chưa đủ để nhẫn nữa nè. Nên á, tôi dùng chữ nhịn thôi, tôi nhịn anh chị em, tôi không có nói gì cả ha. Thì một người của chính phủ không, nếu mà giống như lòng của tổng thống mong muốn nó không dễ, và chúng tôi làm cũng khó lắm nha. Nên á, cái này là cái thế kỷ này, giữa cái cuộc chiến này đó, giữa chánh và tà, giữa thiện và ác, và giữa thánh và thần. Nên á, anh chị em thấy Cộng sản Việt Nam nó to như vậy, nó sau lưng nó vậy, mà Tổng thống dám đương đầu với nó là bảo đảm, anh chị em thấy là một điều rất là lạ của thế kỷ 21 này. Mà khi Tổng thống Đào Minh Quân giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam, lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam, đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta, thì anh chị em có bao giờ nghĩ là Tổng thống Đào Minh Quân là ai, là người như thế nào mà có thể làm được chuyện đó? Thì bây giờ những cái bài học này nói cho chúng ta biết là Tổng thống Đào Minh Quân là ai. Là một người có tấm lòng yêu tha nhân, thương yêu dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì những người có tấm lòng yêu tha nhân, yêu dân tộc là phải có tình thương vô bờ bến, đúng không chị Kim? Mà có cái tình thương đó mới đi trọn cái con đường, tức là trên con đường gai trong cũng phải đi tới. Hôm nay có một hồi trưa Pha có đi một vòng, tự nhiên là có những cái video mà nó cứ tiếp tiếp á, thì Pha có xem một cái đoạn video của Phật Thích Ca đó, người ta làm những cái video ngắn ngắn đó, thì mình thấy, nên đó khi Pha nghe cái đó, Pha cũng tưởng tượng như là Tổng thống Bà Đào Minh Quân đang làm. Nó như thế này, Phật Thích Ca đi vào làng khất thực,
thì ông đã phải một cái đinh mà mấy người đó biết là ông đã sẽ đến cái làng đó khất thực, nên họ rải rất là nhiều trong gai đinh để cho ông cố tình là không cho ông vào. Thì nó cũng phải có phải là tất cả anh chị em đang chửi chúng tôi hay chửi tổng thống là anh chị em đang làm chuyện đó giống vậy không? Nhưng mà ông Phật đó, ông không có... Thì họ nói rằng nếu ông bước tới đó, ông đừng có vô đây. Ông bước tới là ông sẽ đạp gai, ông sẽ đạp trong. Thì mình nghe Đức Phật nói gì? Tôi mong tất cả quý vị cho tôi vào. Thì anh chị em biết cái phía trước là rất là nhiều chông gai đinh, nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca nhất định phải vào làng đó khắc thực và để giảng đạo? Đó là vì tấm lòng thương người vô bờ bến. Cái sự hy sinh có thể đạp chông gai chứ cái chân của mình Đức Phật không bao giờ quan trọng. Mà quan trọng là có thể vào làng khắc thực để giảng đạo cho người dân có một cuộc sống tinh thần, có một cuộc sống bình an, phải nói là như vậy. Thì khi mà Pha xem cái đoạn như vậy đó, thì Pha tưởng nhớ như Tổng thống Đào Minh Quân đang làm. Rất là nhiều người chống phá, vẫn làm đủ thứ trong gai. Có phải tất cả những người mà lên đánh phá chính phủ, những người giàu chính phủ rồi ra ngoài chửi nói Tổng thống Đào Minh Quân nè, là thế này thế nọ xấu để ngăn chặn cái tiến trình giải thể Cộng sản Việt Nam hay không? Rõ ràng là như vậy, nhưng mà Tổng thống không có quan trọng những người đã nói gì cả, dẫn thẳng con đường tiếp bước. Thì cũng giống như Đức Phật Thích Ca đạp lên trong gai để mà đi. Nên khi mà Pha xem cái đoạn phim đó, Pha nhớ đây là một người như thế nào. Tại sao Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng dám hy sinh cả cái thân mình, dầu có đạp trong gai trên bàn đinh cũng vẫn phải đi. Thì Tổng thống cũng giống như vậy thôi. Thành ra khi mà ông bước xuống những cái đinh trong gai đó đó, thì có một người thấy khâm phục cái tấm lòng của ông, nên dẹt hết những cái kẽm gai đó, đinh đó để cho Đức Phật bước vào. Thì anh chị em thấy cái đó là cái tấm lòng cương quyết của Đức Phật mà làm cảm động những người đó, mà họ không có muốn nhìn thấy một người có tấm lòng cương quyết như vậy mà không có ngại hy sinh trong gai hiểm trở, thì những người đã phải dán con đường cho Đức Phật đi hay không? Thì bây giờ Tổng thống Đào Minh Quân đang cứu nước như vậy, phải có những người thành viên của chính phủ dám hy sinh, dám đương đầu để cùng Tổng thống bước lên con đường đó, cũng như dán hết gai trong để mà Tổng thống bước vào mà cái con đường, cái lộ trình mà giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là một đoạn video đó để cho thấy anh chị em thấy. Rồi, nhưng mà khi mà Đức Phật đã vào được thì lại cảm phục cái người đó, lại nhận người đó làm đệ tử. Rồi người ta từ chối, nói là người ta không đáng để cho Đức Phật nhận làm đệ tử, vì người ta là một người dân nghèo. Nhưng mà Đức Phật không có quan trọng như vậy. Thì bây giờ Tổng thống Đào Minh Quân nhận tất cả đồng nhiệm vào trong chính phủ này, không có nói là có học không có học, chỉ cần có tấm lòng là đủ. Thành ra cái đoạn video đó với những gì Tổng thống làm hầu như nó gần giống nhau như vậy. Tổng thống không có ngại là chúng tôi có học cao hiểu rộng hay không, mà nếu chúng tôi có tấm lòng cùng với Tổng thống bước lên con đường để mà giải thể triệt tiêu cái chế độ Cộng sản Việt Nam là đủ. Chúng ta có trình độ nào chúng ta làm như vậy, chứ không phải là những người học rộng hiểu cao thì mới được vào chính phủ, còn những người không có học, có tấm lòng thì không có được vào. Những người có học, họ nghĩ rằng họ học giỏi, họ không cần vào chính phủ này để làm việc không có lương, họ không làm. Thì cái đó nó khác giữa một người nghèo hay một người học thức không cao nhưng mà lại có tấm lòng. Có cái tấm lòng phục một người, thương người còn hơn chính bản thân mình. Đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Và Pha và chị Kim cũng vậy, vì cái khâm phục đó chúng tôi mới vào chính phủ tiếp một tay để giải thể xong cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là mục tiêu mà chúng tôi phải làm, nên chúng tôi không có quan trọng là ai nghĩ gì, nhục mạ thế nào. Chúng tôi học được chữ nhẫn và chữ nhịn thì chúng tôi nhất định sẽ thành công. Nên cái cuộc chiến này giữa thần và thánh, giữa thiện và ác, giữa chánh và tà,
thì người nào là chánh thì sẽ thắng, còn người nào là tà sẽ bị tiêu diệt. Theo cái lực đào thải của thiên nhiên và vũ trụ khiến những người khác để mà dẹp bỏ cái này, cũng giống như là một người đi gốt hết những cái rác rưởi của Cộng sản Việt Nam, đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Nên cái bài công bộc của dân này, tại sao Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc phải đưa ra cho chúng tôi phải học để mà trở thành những người chính trực để phục vụ cho người dân? Thì anh chị em thử nghĩ, Tổng thống Đào Minh Quân là ai? Lại dạy những cái này, lại muốn chúng tôi phải làm những cái thứ này, những cái điều này, giống như một người, giống như một Đức Phật dạy những người đệ tử vậy. Tại sao dạy chúng tôi là phải có trí tuệ, phải có tinh thần, phải học những cái thứ mà phải nói là nó cao siêu quá đối với tôi và chị Pha đó, nó thiệt đó. Và chị Kim nói là thì cái đó là anh thấy em nào là cảm giác nè, trí tuệ nè, mắt thấy nè, tai nghe nè, ngửi nè, ngũ quan nè, ngoại cảnh nè. Anh chị em nghĩ cái này có giống những người khác người ta dạy để tu tâm sửa tánh, để mà rèn luyện cái trí tuệ cho là người thông minh hay không? Thì cái đất nước Việt Nam nó đã hoang tàn và đổ nát, và cái đạo đức nó suy đồi, thì phải có những người có đạo đức, có trí tuệ mới xây dựng lại nền móng cái nước Việt Nam mới. Thì Tổng thống dĩ nhiên phải muốn đào tạo tất cả quý đồng nhiệm trở thành những người như vậy, để mà về để tái thiết lại đất nước, đem đạo đức, nhân nghĩa con người trở về trên quê hương Việt Nam. Nên những cái bài này chúng tôi làm cũng không phải dễ đâu anh chị em. Như một người tu vậy, tu tâm, như một quan sát, phải nói là nó dùng cái chữ tu là đúng hơn nhất đó. Tại vì thời đại bây giờ chúng ta tu không phải vô chùa, mà tu tâm sửa tánh. Cả lời nói, chúng tôi cũng phải tận trọng. Anh chị em có thấy là chúng tôi bị chửi rất là nhiều, mà chúng tôi cũng đâu có dám chửi anh chị em. Tại vì á, chúng tôi theo lời của Tổng thống dạy, chúng tôi là những người công bộc của dân, thành ra đâu có dám chửi dân. Nên chúng tôi cũng là người để lắng nghe anh chị em. Anh chị em thích nói gì cũng được. Tại vì nếu chúng tôi phản bác thì chúng tôi không phải là những người công bộc của dân, và không phải là thành viên của chính phủ. Nên những cái bài này á, nó rất là cao siêu, thì chúng tôi cũng phải ráng khắc phục để làm. Chúng tôi học được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu, chứ thật ra chúng ta một ngày một bữa không có thể nào học hết. Cái thập 18 điều suy niệm, thập bát thức mà chúng tôi có khi còn chưa thực hành hết nữa. Bây giờ lại bước lên thêm một bậc nữa, thì chị Kim ráng cố gắng lên chị Kim. Nhưng mà nếu mà chúng tôi có tấm lòng yêu quê hương đất nước, yêu người Việt Nam, muốn đưa đất nước Việt Nam trở lại một đất nước đạo đức đầy tình người, thì chúng tôi phải ráng cố gắng. Có tấm lòng thì chúng ta giàu. Ta nói nha, có cái câu mà rất là hay, gì? Đường đi không khó gì đó, sợ lòng người ngại núi ngang sông chị. Đường đi khó, không khó gì đó. Đường đi không có gì đó. Không quên có gì ngăn sông cách gì núi. Ngăn sông cách núi, chỉ sợ lòng người ngại núi ngăn sông. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta quyết tâm, chúng ta sẽ đi đến một cái mục tiêu mà chúng ta là. Tại vì nếu mà chưa gì chúng ta đã rồi chùng bước thì không có đi được. Nhưng mà nếu mà chúng tôi có thể làm được và học hết mấy cái bài này đó, thì tới chừng đó là chúng tôi mà tái thiết lại đất nước xong, đất nước Việt Nam giàu có, chúng tôi cũng là chúng đó chắc là trở lại làm người được. Tại chết rồi sẽ có thể trở lại làm người. Tại vì á, là học nè, tu tâm nè, sửa tánh nè, phục vụ cho dân nè, mang đạo đức tới cho mọi người nè, đem tình thương đến cho mọi người nè, thì chắc chắn á, tôi nghĩ á, chắc là cái sau lại được làm người tiếp á chị Kim hả. Chứ còn không á, tôi sợ làm thú quá. Tôi nghe bác Minh nói cả ngàn người chết nữa, còn có mấy người được làm người, cái nó trội thiệt không bác, còn nghe sợ thế. Nên á, mà nếu mà chúng ta trở thành mấy con thú mà nó đem thấy ở trên mạng đó, nào là thẻo lỗ tai này, thui nào, rồi đạp nào, rồi đập này, rồi cắt cổ này, trời ơi, mình thấy mình sợ lắm, mình không muốn đâu. Thôi trở lại làm người tiếp nghe, ráng.
thì chúng tôi cũng sẽ ráng cố gắng để học làm một người Việt Nam chân chính, chính trực, để mà làm công bộc của dân. Con đường phía trước tái thiết đất nước không dễ dàng chút nào. Nhưng, như hồi nãy cái câu mới vừa đọc á, chỉ sợ lòng người ngại núi ngăn sông mà thôi, chứ không có cái gì mà chúng ta làm không được á. Tôi có một cái thì tôi thấy như vậy nè, tôi thấy người ta làm được cái đó, tại sao mình làm không được? Cảm thấy tại sao người ta cười giống mình, sao người ta làm được, mình làm không được ta, sao kỳ vậy? Là tại vì mình không có chịu làm, chứ không phải mình làm không được. Như vậy thì anh chị em nghĩ thế nào? Anh chị em trưng cầu dân ý, anh chị em sợ cộng sản, và anh chị em nói anh chị em làm không được. Tại anh chị em không muốn làm, chứ không phải anh chị em làm không được. Không có cái gì mà chúng ta làm không được hết á, mà chúng ta không chịu làm mà thôi. Nếu anh chị em muốn làm là anh chị em sẽ biết cách làm, và biết cách làm sao để anh chị em an toàn. Thì chị Kim có giải thích về bài này không chị Kim? Thì nói chung là ráng cố gắng tu tâm sửa tánh để trở thành người chính trực. Chứ bây giờ mình giải thích ra từ cái vậy không dài lắm. Cũng được. Thì trong này cũng có một đoạn nói về những người mà đi không có chọn cái con đường đi theo tổng thống đó. Thì có ba cái nguyên nhân nè. Bị nô lệ cảm giác bên ngoài, như chiếc thuyền không lái, không neo, tha hồ trôi nổi theo luồng nước. 2. Bị nô lệ dục vọng trong nội tâm làm cho tinh thần mờ ám, hỗn độn, đem đến hành động vô tâm như một cái máy. Và cái này lên là diễn đàn chửi dữ dội lắm nè. Đó này nè, đó. Nội tâm hỗn độn, tinh thần đầu lên chửi cho đã luôn. Rồi thứ ba là bị nô lệ cái bả danh vọng. Trời, nếu giờ gì danh vọng mà làm á, thì tôi nghĩ là trước mắt á, thì được, nhưng mà phải đánh đổi bằng một giá nha. Còn nếu lên không được mà nó xuống thì nó tuột xuống, tuốt ở dưới luôn á. Thì ở trên này phải có thích cái câu đó mà chim chưa đủ cánh mà bay thì nó rớt cái bịch xuống. Còn nếu đủ cánh đủ bay thì ta bay rất là xa. Nên chúng ta phải, người ta nói chúng ta phải chờ cho đủ lông đủ cánh hả bay. Thì ai cũng biết cái điều đó cả. Con chim nó mới mọc cái dài cái cánh, nó lông cánh mà nó nói mẹ thôi để con bay, thả ra rớt cái bịch xuống à, tồi mạng luôn. Thì cái bả danh vọng này chắc phải nghĩ nhiều người muốn lắm. Vì không có được những gì mình muốn á, thì trở ra nó là có cái hành động mà không có kiểm soát được mình. Thì ba cái xiềng xích này cũng trói chết mình rồi. Thì ở đây anh chị em đã thấy nè, trong suốt hành trình giúp dân cứu nước sẽ có những thành viên không thể đi đến cuối đường vì những lý do khách quan phải rút lui. Đó là do dục vọng làm mù quáng hay tham vọng làm điên cuồng. Đương nhiên tự bị đào thải theo quy luật hướng thượng. Chim không đủ lông, đủ cánh, không thể bay cao. Người không có tinh thần tự chủ đương nhiên bị sa thải. Bị sa ngã. Bị sa ngã. Xin lỗi. Thì anh chị em, nếu mà anh chị em về, anh chị em hãy tự suy ngẫm đi. Tại sao Tổng thống Đào Minh Quân lại ra những cái bài để dạy tất cả quý đồng nhiệm, khuyên quý đồng nhiệm phải học hỏi để làm người chân chính, làm người chính trực, làm người có tự chủ, làm người có trí tuệ, có tinh thần minh mẫn. Anh chị em thấy hoàn toàn khác với Cộng sản Việt Nam. Không có giống. Rõ ràng Cộng sản Việt Nam không dạy những cái này. Đó là sự khác biệt của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nên những công bộc của dân với nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là những người phải có đầy đủ những đức tính mà Tổng thống Đào Minh Quân nêu ra. Còn nếu người nào chưa đủ thì vẫn tiếp tục học. Còn nếu người nào không muốn thay đổi, người nào không có muốn làm là một công bộc của dân đúng nghĩa đó, thì cũng bị đào thải mà thôi. Theo quy luật hướng thượng.
Hai cái chữ hướng thượng này là anh chị em biết rồi, hướng thượng nó trên cao chứ nó không có dưới thấp, thì sẽ bị đào thải theo quy luật hướng thượng. Tại vì nếu trên một đất nước mà toàn là đạo đức thì có những người không có đạo đức thì dĩ nhiên là bị đào thải mà thôi, cái đó là cái chắc luôn. Tại vì người ta nói cái gì không có thể nhốt chung á gì. Giống như là qua nói này tự nhiên phải quên rồi. Giống như mình trong cái một cái tập thể đó ai cũng giống nhau, nhưng mà có một hai người không giống nhau thì tự nhiên mình sẽ bị cô lập. Thì khi cô lập thì chúng ta sẽ bị đào thải ra mà thôi, mới bị dăng ra đó theo cái quy luật. Nếu mà nói ở đây hướng thượng cho mình nói là theo quy luật của tự nhiên á. Tại vì anh chị em thấy nếu chúng ta không giống nhau á, chúng ta khó mà ở chung một nhà lắm, có thể khó mà làm việc chung lắm. Thành ra chúng ta phải có giống nhau. Nếu tất cả những thành viên của chính phủ đi về tái thiết lại đất nước là những người mà có thể đem tất cả tình thương đến cho người dân đó, mà có những người không làm đúng như vậy thì anh chị em thấy làm sao làm việc được, thì từ từ sẽ bị đào thải mà thôi. Tự mình cô lập mình mà thôi, chứ không có ai làm cho mình cô lập cả. Nếu chúng ta hòa đồng, chúng ta cùng nắm tay nhau để chúng ta bước tới cái hành trình mà chúng ta giúp dân cứu nước, thì cái chuyện đó nó đâu có chuyện gì để nói. Nhưng mà anh chị em cũng thấy có những người vào chính phủ ra đánh phá chính phủ, mạ lị tổng thống, thì anh chị em nghĩ như thế nào? Chúng tôi là người đang giúp dân cứu nước chứ đâu có hại dân hại nước, mà tại sao không có nhìn ra cái sự thật? Thì nên hồi họa nãy phá nói đó, anh chị em hãy sống làm sao để cho cha mẹ của mình đừng có thấy nhục trước mọi người là chúng ta là một người đứa con mà không nhận thức đúng sai thiện ác chánh tà. Pha không phải là người hoàn thiện, nhưng mà Pha sẽ cố gắng. Anh chị em nghe Pha kể về Đức Phật Thích Ca hay Tổng thống Đạo Minh Quân thì anh chị em cũng như biết là Pha rất là tôn kính những người đó. Pha muốn noi gương theo những người đó, nên Pha mới nêu tên những người đó ra, là tại vì chúng ta là một người rất là bình thường, không có trí tệ, trí huệ nhiều như những bậc tu hành. Thành ra chúng ta phải học hỏi từ những người học cao hiểu rộng, có tấm lòng thương tha nhân, đạo đức nhân từ và bác ái, thì chúng ta mới trở thành một người hoàn thiện được. Không phải một ngày một bữa mà chúng ta có thể học hết được, mà chúng ta phải cải thiện mỗi ngày một chút. Cho tới ngày chúng ta rời khỏi thế gian này, chắc chắn chúng ta cũng sửa đổi được rất là nhiều. Noi gương Chúa, Phật và những người thánh thiện để trở thành một người Việt Nam chân chính và chính trực, đầy lòng đạo đức, đầy lòng thương người để phục vụ cho người dân. Đó là những công bộc của dân, của nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân. Thì bây giờ chị Kim có nói gì hả chúng ta? Bây giờ Kim nhắc quý vị trên diễn đàn đó này, có người thì hỏi cái hiến pháp thì ở đây ở trong cái trên Google đó quý vị. Quý vị vào trong đó đánh cái chữ mà nó đơn giản lắm, đánh chữ chữ BIT. BIT rồi chấm LY. Bây giờ quý vị chỉ cần đánh chữ BIT thôi rồi chấm cái là nó hiện ra nguyên một hàng luôn. Một hàng đó nó gồm chữ BIT rồi chấm LY rồi gạch một cái xéo rồi viết tắt của chữ Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta ghi Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì viết tắt hết. Vậy để Pha bấm thử nha. Chị Pha hướng dẫn. Anh chị em vào Google á, anh chị em bấm mà tìm BIT tức là BIT rồi chúng ta chấm một cái. Rồi chúng ta viết LY tức là chữ chữ L và chữ Y dài. Rồi chúng ta bấm xẹt một cái. Rồi chúng ta bắt đầu bấm mà Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa viết tắt. Thì chúng ta bắt đầu bấm tìm. Thì cái trang mà Google nó nổi lên nè, nó có nè. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tại sao mà nó hồi lúc trước thì nó không nổi, nhưng bây giờ có nhiều người đọc nên nó đã thành một cái trang luôn. Thành nó để là Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh chị em bấm vô đó.
Anh chị em bấm vào đó, anh chị em có thấy cái hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa nó rất là dễ, giống như trưng cầu dân ý. Thì đây là cái cuốn hiến pháp điện tử, tức là anh chị em đọc online. Thì chúng ta quẹt từ trang qua, anh chị em thấy đây nè, chúng ta quẹt từ trang qua như vậy. Anh chị em dùng điện thoại iPad, bất cứ cái gì cũng anh chị em cũng có thể đọc được. Thì anh chị em like từ cái trang này tới trang kia, anh chị em có thể lấy cái tay quẹt nữa, anh chị em đọc từ trang. Nếu mà nó dài quá, anh chị em thí dụ hôm nay anh chị em đọc chỉ có 10 trang thôi, thì anh chị em có thể đi ra cái trang đó rồi anh chị em vào trở lại. Ngày mai anh chị em bấm cái trang thứ 11 anh chị em đọc, rồi anh chị em đọc một ngày 10 trang, thì anh chị em cứ tiếp nối như vậy. Nó rất là dễ, nó giống như một cái cuốn sách vậy. Đây là cái mà tạo cho tất cả đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước có thể lên online đọc mà không có cần phải cầm cái cuốn, và có thể đọc bất cứ nơi nào nếu mà cái điện thoại anh chị em có internet. Nó rất là tiện lợi. Thì đây là cái hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh chị em cứ vào cái Google, anh chị em bấm chữ BIT, tức là B, Y ngắn và chữ T. Rồi anh chị em chấm, đót một cái chấm, dấu chấm. Rồi anh chị em bấm mấy chữ LI, chữ L với chữ Y dài. Rồi anh chị em bấm sẹt một cái. Rồi anh chị em viết Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa viết tắt. Thì anh chị em gõ vào, gõ vô bấm tìm thì nó nổi lên cái chữ Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn không nó nổi lên cái trang đó đó, thì anh chị em sẽ đọc được Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa online. Mong rằng tất cả anh chị em có thể đọc, rồi anh chị em đi quảng bá cho mọi người cùng đọc, để biết về Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào. Tất cả về quyền lợi của đất nước, quân sự, quốc phòng, tiểu sử tổng thống Đào Minh Quân, đất nước Việt Nam địa thế thế nào, thành lập và phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ thế nào, tất cả đều nằm trong hiến pháp. Và quá trình tổng thống Đào Minh Quân đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam là như thế nào, anh chị em có thể đọc hết trong cái trang Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa 81 trang này. Thì anh chị em cứ đọc đi, anh chị em có thích tổng thống hay không, có trưng cầu dân ý hay không, không có sao cả. Anh chị em cứ tìm hiểu thử cái hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa và hiến pháp của nước Mỹ, của Cộng sản Việt Nam là như thế nào. Anh chị em không đọc, anh chị em đâu có biết là cái hiến pháp mà chúng tôi hay quảng cáo trên mạng là nói là rất nhiều quyền lợi cho người dân. Anh chị em phải đọc, anh chị em mới biết. Thì anh chị em phải xin đọc lại, anh chị em chỉ vào Google, anh chị em tìm chữ BIC, tức là chữ B, chữ Y ngắn và chữ T, rồi chấm. Rồi anh chị em bắt đầu viết cái chữ LI, tức là chữ L và chữ Y dài. Xin lỗi, nó tắt rồi. Rồi anh chị em sẹt, bấm sẹt, dấu sẹt. Rồi anh chị em bấm Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa viết tắt. Thì ở trong Google, anh chị em bấm tìm, nó sẽ nổi lên. Anh chị em gõ vào đó thì anh chị em có cái cuốn hiến pháp này. Anh chị em thấy nó vừa tiện lợi không, như một quyển sách vậy. Mà anh chị em đọc, anh chị em không còn học thêm kiến thức nữa đó. Anh chị em hãy tìm hiểu đi, Tổng thống Đào Minh Quân là người thế nào, ông làm cái gì, quá trình đấu tranh như thế nào, đất nước Việt Nam thế nào, quyền lợi người dân thế nào, về quân sự, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thế nào, thì nằm trọn ở trong Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa này. Mời tất cả anh chị em cùng đọc, cùng tham khảo để biết thêm kiến thức, để biết thêm nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa khi Tổng thống Đào Minh Quân có mặt trên đất nước Việt Nam. Thì sẽ dùng cái hiến pháp này viết ra thành luật và sẽ thi hành để đem quyền lợi tất cả những gì trong hiến pháp này đến cho người dân Việt Nam, chứ không phải như Cộng sản Việt Nam. Chính phủ này là thật, di thật là cộng, và chính phủ này là một cái nền tự do, tức là Việt Nam Cộng Hòa, thì không giống Cộng sản Việt Nam, hoàn toàn nó trái ngược lại với Cộng sản Việt Nam. Nên anh chị em đừng có nghĩ là chúng tôi lên đây nói thì khi chúng tôi về cũng giống Cộng sản Việt Nam, không có đâu. Nãy giờ anh chị em đã thấy chúng tôi đọc là công bộc của dân không? Hình như Cộng sản Việt Nam đâu có dạy vậy. Trời ơi, có cái chính phủ nào mà công bộc của dân mà dạy học đạo đức chết luôn nè.
Pha thấy bây giờ, pha vào chính phủ, pha thấy bây giờ chắc là bắt đầu bước vào con đường tu rồi. Mà không sao, hồi đó giờ pha cũng muốn học hiểu rất là nhiều về tâm linh để trở thành một người Việt Nam chân chính, cũng muốn trở thành một người mà có một cái tâm an bình, chỉ muốn đem tình thương, đạo đức đến cho mọi người chứ không muốn hại ai cả. Thì chúng ta mới có một cuộc sống thánh thiện, một cuộc sống an bình, một gia đình hạnh phúc được. Thì mong là anh chị em cũng ráng bây giờ tập học đạo đức, tu tâm, tu thiền đi, để anh chị em trở thành những người mà có trí tuệ và có một cuộc sống ấm no hạnh phúc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Thì bây giờ chúng ta đọc một đoạn hiến pháp vậy chị. Bước kia đọc tới đâu? Thì bây giờ chị Kim và Hoa sẽ đọc qua. Đọc tiếp cái hiến pháp mà Pha và chị Kim cũng đã ngưng, tại vì có nhiều tin thông báo đó, rồi Pha với chị Kim đọc thông báo rồi giải thích đi, nên nó cái thời gian nó chiếm hết luôn, thành ra không có đủ thời gian để đọc. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc tiếp hiến pháp 309. Còn dài cái gì? Thì bây giờ Pha mời chị Kim để chị Kim đọc cho anh chị em nghe tiếp về hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị em mà cứ quảng bá ra cho mọi người đọc đi, ủng hộ tổng thống hay là ủng hộ gì cũng không có sao cả. Cái này là tại vì chị Pha với Kim lên diễn đàn thì có nhiều việc để làm, cho nên hiến pháp thì mỗi một lần chỉ đọc một đoạn mà thôi. Còn nếu quý vị nào nóng ruột thì vào cái trang mà chị Pha mới vừa hướng dẫn đó, thì tự chúng ta có thể đọc nguyên một cuốn luôn. Cho nên là rất là đơn giản để cho quý vị đọc, cho người dân Việt Nam chúng ta đọc và nghiên cứu. Cuốn hiến pháp này sẽ thực hiện khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo và sẽ thực hiện ở đất nước Việt Nam. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ, để chúng ta thấy quyền lợi của người dân nằm ở đâu và người dân được tôn trọng, được đặt lên hàng đầu trong cái hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã xác định rằng coi dân như con và phục vụ cho người dân như cha, như mẹ. Ở đây lời nói thật và việc làm thật chứ không có giả dối. Chúng ta sẽ chờ xem là tại vì Kim và chị Pha đang sống ở đất nước tự do, thì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân hiện tại cũng đang sống ở đất nước tự do, cho nên cuốn hiến pháp này được soạn ở đất nước tự do và tất cả quyền lợi của người dân được hưởng y như những người đang ở đất nước tự do, nhưng mà không chừng còn hơn nữa đó quý vị, còn được nhiều cái quyền lợi ưu đãi hơn nữa đó. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta nhanh tay trưng cầu dân ý để sống được trong một cái đất nước no ấm và hạnh phúc. Và bây giờ chị Kim, trước khi đọc chị Kim, bây giờ Pha hỏi tất cả anh chị em trên diễn đàn cũng như khắp nơi trên thế giới có đọc hiến pháp của Cộng sản Việt Nam chưa? Anh chị em có thấy chữ nào và có thấy cái cuốn nào? Pha tin rằng nó rất là ít người biết đến hiến pháp của Cộng sản Việt Nam. Hình như họ viết rất là hay đó, nghe nói á, nghe nói nó viết rất là hoa mỹ, văn chương đồ rất là hay, nhưng mà không có thực hành. Không có thực hành. Còn cái này văn chương bình dân lắm nè, anh chị em nghe nè, nghe chị Kim đọc nè, rất là bình dân. Rồi một cái trưng cầu dân ý à, mà còn giấu nhẹm luôn, rồi hồn người dân, ai mà trưng cầu dân ý là người đó bị bắt ở tù. Thấy vô lý không quý vị? Cho nên là Cộng sản nói một đường là một nẻo, chúng ta phải hiểu ngược lại. Thì chúng ta sẽ thấy Kim nhắc đi nhắc lại là nếu người dân hiểu ngược lại những gì Cộng sản nói thì chúng ta sẽ thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Còn chúng ta cứ tin vào những lời của Cộng sản nói thì chúng ta chờ đến ngày đất nước của chúng ta bị diệt vong đó quý vị. Và quý vị không có còn đường nào để đi hết. Chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Đó là trưng cầu dân ý để về với Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Hiện tại là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là tại sao nó dài như vậy? Tại vì hiện tại chính phủ này chưa về nước, cho nên ở nhờ trên đất nước bạn, nước Hoa Kỳ, cho nên là một cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là khi về đất nước Việt Nam thì chúng ta sẽ là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thế đó thì không còn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Dạ đúng rồi.
Rồi nhưng mà tại sao bây giờ là xài một cái hàng dài như vậy? Là tại vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà là chính phủ nào mới được? Đó là chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có phải là một cái chính phủ nào lạ khác hết trơn. Duy nhất cho mọi nghe quý đúng vị vậy. Duy đệ, nhất chỉ đệ, có một mà nếu thôi. Mà khi nghe tính chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, yeah, không rồi. Có cái Đệ Tam Cộng Hòa nào ở trên nước Mỹ hay là bất cứ nơi nào, chỉ có duy nhất Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo mà thôi. Nên anh chị em đừng có lầm lẫn. Không chúng có ta... ai giải thể được Cộng sản Việt Nam, chỉ có một mình Tổng thống Đào Minh Quân mà thôi. Là tại sao? Tại vì Tổng thống đã duy trì chính phủ đây 30 năm, có sách lược, chiến lược đã dàn hết tất cả các bẫy để cho Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam sập vào đó. Thì bây giờ chúng ta sắp bắt, phải nói là dí hết rồi. Dí rồi đắp hết trơn rồi, chỉ còn chúng ta siết chặt dòng dây nữa là Cộng sản Việt Nam hết chạy luôn. Nên á, tất cả những người theo Cộng sản Việt Nam nên thức tỉnh. Thức tỉnh trước khi quá trễ. Rồi chị Kim, mời chị Kim. Chúng ta phải nhớ được là tất cả những người nào mà đánh phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đánh phá ngài Tổng thống Đào Minh Quân, chúng ta phải đặt một cái dấu hỏi. Người đó dẫn chúng ta đi đâu? Và đi xuống hố. Tương lai đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ bị Tàu Cộng chiếm thành một quận lỵ của Tàu. Như vậy người đó đang dẫn chúng ta đi đâu? Và những người đó sẽ làm gì cho chúng ta? Họ không làm được gì cả, như vậy. Họ không làm được gì cả. Chỉ có một chính phủ duy nhất là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, mới lấy lại đất tổ và không làm khổ dân, như quý vị. Duy nhất chỉ có một mà thôi. Chính phủ này là chính danh, chính nghĩa, hợp pháp trên toàn thế giới, như quý vị. Mà những ngày sắp tới, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về đất nước Việt Nam, cái đồng tiền của Việt Nam cũng xài trên toàn thế giới nha quý vị, xài được 192 nước lận, chứ không phải giống như tiền hồ bây giờ đem ra thế giới bên ngoài không có ai xài trên nha quý vị. Quý vị nên nhớ điều đó. Cái này là sự thật, duy thật là cộng. Bây giờ Kim xin phép được đọc tiếp. Em không biết gì đâu, em chỉ biết là em biết là thấy nước Việt Nam có tổng thống là em chịu à. Em khoái hai chữ, em thích hai chữ tổng thống. Rồi, Kim bây giờ Kim xin phép được đọc tiếp Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chương 3.9, công dân nước ngoài. Mục 3.9.1, xác định người Việt Nam có bản chất đôn hậu, hiếu khách. Việc giao hảo với các dân tộc khác rất được hoan nghênh và tán thành. Chính sách ngoại giao của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa rất cởi mở, thân thiện và ôn hòa. Tuy nhiên, để giới hạn những thiệt hại cho dân lành và những người lương thiện, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ấn định khoảng 3.9.1.1, công dân ngoại quốc từ các nước tự do theo chế độ Cộng Hòa tại châu Á, châu Âu, châu Phi và Hoa Kỳ được miễn visa vào Việt Nam. Cái câu này quý vị phải nhớ nha. Tất cả những nước mà theo chế độ Cộng Hòa tại châu Á, châu Âu, châu Phi và Hoa Kỳ được miễn visa vào Việt Nam. Nhưng người Việt Nam mà ở các nước ngoài mà không có trưng cầu dân ý thì sẽ mua visa vào Việt Nam. Cái này là công dân ngoại quốc nha, chứ không phải công dân Việt Nam, mà rõ ràng là công dân ngoại quốc ở các thể chế Cộng Hòa tại châu Á, châu Âu, châu Phi, Hoa Kỳ được miễn visa vào Việt Nam. Nhưng mà công dân Việt Nam mà không có trưng cầu dân ý thì phải đóng tiền visa nha. Nói cho rõ ràng, tại vì những người đó không có ủng hộ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì ok được, không ủng hộ cũng được, thì vô nước hình như là tôi không biết là bao nhiêu tiền nha. Tại vì những người đó đi ra nước ngoài đó quý vị, họ đã lấy cái quốc tịch của nước ngoài rồi.
Và bây giờ đi vào Việt Nam thì phải có chứng minh là mình ủng hộ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa bằng cách trưng cầu dân ý. Dễ, trưng cầu dân ý rồi vô đâu. Còn không có thì đi vào Kim bảo đảm là phải đóng tiền, mà đóng tiền nhiều nha, không có ít đâu nghe quý vị. Không biết nhiều đâu, để chúng ta bây giờ là để Tổng thống Đào Minh Quân suy nghĩ coi nên đóng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta trưng cầu dân ý để lấy cái thẻ căn cước, đó là thẻ căn cước đó ở nước ngoài. Giống như bây giờ chị Pha với Kim nè, đã trưng cầu dân ý rồi, cái số căn cước đó, nó nằm ở nước ngoài quý vị. Và chừng nữa cũng sẽ có cái thẻ đó ở nước ngoài để đi em vào em có số Việt căn Nam. Cước ở trên này nè. Để đi vào Việt Nam là nè, được Pha miễn có cái visa số căn đó. Cước trên cái thẻ này, cái thẻ này là thành viên của chính phủ. Chị Kim thì hồi là lúc trước chị Kim chưa có làm kịp nên chị Kim chưa có, còn ba thì đã làm mấy năm nay. Ở trên này có cái số trưng cầu dân ý nữa nè. Nè, để đọc coi, có cần đọc không vậy? Trời dài lắm nha. Thôi được rồi. Thôi được. Thành ra là cái số trưng cầu dân ý cũng có trên này, mà cái thẻ thành viên nhưng mà công dân thì chắc cũng có cái chắc số. Chắc có cái thẻ khác. Cái thẻ khác không phải thẻ này. Yeah. Cái thẻ này thì cái thẻ đó đó là được miễn visa vào Việt Nam á. Nói chung là chị Pha với Kim nữa đi về đi miễn phí đó quý vị. Trời sướng nha. Còn bây giờ không có cần đi đâu, là tại vì bây giờ đất nước Việt Nam cộng sản không, mình về để làm. Nhưng mà như em nhớ em về 8 lần em cũng đóng visa hết bộ rồi đó chứ. Nhưng bây giờ không có về nữa, đợi chừng nào thay đổi mới về, tại vì về bây giờ buồn lắm. Buồn dữ lắm, là tại vì á là cộng sản á, là đang đang hù với dọa đó là sẽ khủng bố tại phi trường. Đâu có gì đâu, nó nói là bữa họ mấy người trên mạng này mày về tới phi trường đi tao bắt nhốt mày liền á. Chúng tôi đâu có ngu dữ vậy trời. Ủa mà chúng tôi làm cái gì làm cái gì có tội? Ở thế giới tự do này chúng tôi không có làm gì có tội cả, mà tại sao đi hăm dọa đi về Việt Nam rồi bây giờ rồi bị bắt nhốt? Bây giờ cho mình có về tới phi trường cộng sản nó nhốt nhưng mà nó cũng dám động tới đâu. Tại nó sợ Tổng thống Đào Minh Quân và nó sợ ông Tổng thống Trump. Hù thôi. Nhưng mà không không có thèm về đâu quý vị. Nhưng mà về chi lúc về này về làm gì? Đất nước tan thương quá vậy làm gì? Ủa về vấn đề nhiễm bệnh hả? Nhiễm bệnh hả? Bây giờ có môn là quý vị muốn đi ra nước ngoài thì có, chứ nước ngoài ai muốn về. Thật ra chúng tôi không có cần về Việt Nam đâu, nói thiệt chứ. Chúng ta đi nước nước nào chơi cũng được. Qua Thái Lan kìa. Trời ơi, ba Mã Lai nè, Philippines nè, Nhật nè, Hàn Quốc. Đi Việt Nam chi, mà tại vì chúng tôi đi Việt Nam là chúng tôi muốn trở về nơi chôn nhau cắt rúng mà thôi. Có những nhưng mà chừng nào thay đổi mới về. Còn bây giờ thì không về. Tổng thống nên bây giờ dạ tổng thống không có giải thể cộng sản Việt Nam, em bỏ nước Việt Nam luôn. À bây giờ Kim xin tiếp tục. Khoảng 3.9.1.2. Công dân các nước theo chế độ cộng sản hay bị liệt vào thành phần khủng bố, tuyệt đối bị nghiêm cấm không cấp visa vào Việt Nam. Thôi cái này được. À, cái này hay nè. Chị Kim giải cái này công dân các nước theo chế độ cộng sản nha. Bây giờ á là những hay bị liệt vào thành phần khủng bố nè. Bây giờ ở mấy nước ngoài nè quý vị, rồi á quý vị chống đối rồi nói là Tổng thống Đào Minh Quân là khủng bố đó, rồi hăm he đủ điều đó, thì tới chừng mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về lấy lại đất tổ rồi đó, thì quý vị sẽ không được vào trong Việt Nam, mặc dù quý vị đang ở nước ngoài là người Việt Nam nhưng không được cấp visa vào Việt Nam nha quý vị. Không, nhưng mà em thấy là mấy người đó không muốn về Việt Nam nên mới chửi Tổng thống Đào Minh Quân. Mấy người đó chắc không muốn về rồi thì mà thông cảm, mà những người mà lên livestream á mặt mày đâu có đủ hết trơn á, thì Phan nghĩ là tới Tổng thống Đào Minh Quân về đó thì có cái lực này. Thì Phá nghĩ là anh chị em thôi ở nước ngoài luôn đi. Ở Mỹ, ở Pháp, ở nước nào đó không biết, thì thôi ở nước ngoài đi, đừng có về Việt Nam. Tại vì anh chị em là người chống phá chính phủ, không muốn chính phủ về mà. Thì về Việt Nam làm gì với cái thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Thì anh chị em cứ ở nước mà anh chị em đang ở đi. Rồi tới đó nước Việt Nam giàu có mà người ta vô ra tấp nập, anh chị em ngồi ở đó đi nha. Tại vì anh chị em đã mang tội khủng bố rồi, tinh thần à, rồi hăm dọa nè, rồi nói chửi xấu tổng thống, chửi tổng thống rồi nè, mà trong cái chửi cái người mà đã đưa nước Việt Nam lên tự do ấm nó hạnh phúc, thì anh chị em nghĩ cái tội của anh chị em ngăn chặn cái tiến trình giải thể cộng sản Việt Nam để kéo dài sự đau khổ của người dân, thì anh chị em nghĩ là có đáng tội không vậy? Rồi bây giờ chị Kim đọc tiếp hay chị Kim? Nhưng mà hay lắm nha quý vị, tại vì tổng thống có nói là tổng thống dùng cái mạng xã hội để đánh cộng sản đó.
Cho nên mà những cái lời Tổng thống nói, quý vị phải để ý những lời Tổng thống nói. Tổng thống nói ít nhưng mà chúng ta phải hiểu là Tổng thống đang dùng mạng xã hội để đánh Cộng sản. Và Tổng thống dụ cho con chuột nó ra khỏi hang. Tại vì á, người Cộng sản núp ở trong dân đó, thành ra không có biết người nào Cộng sản, người nào quốc gia hết trơn á. Cho nên bắt đầu từ từ họ lộ diện ra hết. Nói rồi nó không chung ra sao nói gì? Chung nhiều quá rồi, bây giờ cũng sắp đến kéo màn kết rồi. Chắc không còn lâu nữa đâu, nên nó bây giờ một là chui ra, còn hai là thụt vô. Không có, một là chui ra trưng cầu dân ý, còn hai á là núp luôn. Chứ đừng có ra mà chửi rủa đánh phá nữa. Mà hiện tại bây giờ á là Kim cũng thấy có một thành phần ra chửi dữ lắm luôn rồi đó. Chửi kinh luôn. Chửi là mình đọc mà mình chóng mặt luôn đó quý vị. Nhưng mà Kim tội nghiệp. Không có sao đâu. Anh chị em yên tâm đi. Những người mà chửi Tổng thống Đào Minh Quân mà có ra mặt trên livestream á là chúng tôi thâu lại hết rồi. Chúng tôi giữ lại hết rồi. Anh chị em yên tâm đi. Khổ cái chửi mà còn chửi hai mình ngu. Ngu mà kêu gì? Ngu có bằng cấp. Chửi mấy tôi ngu lên có bằng cấp lên ngồi đây để cho người ta chửi đi theo Tổng thống Đào Minh Quân là cái gì? Thành ra mà tôi nhớ mấy người đó hồi trước rất là tôn sùng Tổng thống chứ mới ghê chứ. Thôi nhưng mà không sao đâu. Sự thật thì nó vĩnh viễn nhưng mà là có một thật. Điều Kim muốn nói ở đây nè là Kim thông cảm những người đó, những người nào mà chửi chị Pha với Kim đó, Kim thông cảm lắm. Tại vì sao? Tại vì cái cuộc chiến tranh này nó khủng khiếp dữ lắm. Mà nó đã kéo dài gần 100 năm nay rồi. Cho nên tất cả người dân đều nghĩ rằng Cộng sản không bao giờ thua. Cho nên từ chỗ đó nhiều người lại theo Cộng sản rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều. Người dân Việt Nam ở đất nước Việt Nam chúng ta quá khổ. Chúng ta làm gì để giúp? Chúng ta không có gì cả. Chúng ta không có gì để giúp. Chỉ có một cách là chúng ta đi theo một người nào đó mà người đó có khả năng để giúp được cứu dân, cứu nước. Thì hiện tại chúng ta thấy chỉ có một mình chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo mà thôi. Quý vị đừng nghĩ là chúng tôi cuồng. Chúng tôi nhìn rất là rõ. Trời, chúng tôi thông minh lắm á, mới nhìn ra Tổng thống. Mình không dám nói, mình không dám nói thông minh. Nhưng mà quý vị nghĩ là chúng tôi thì cuồng á. Chị mình chịu nói chị thông minh thì chị sẽ thông minh. Chị đừng có nói chị không thông minh. Tôi thì tôi chịu, tôi thà là ai nói tôi nổ cũng được. Tôi nói tôi thông minh, tại tôi muốn thông minh. Thì á, quý vị nói chúng tôi là cuồng. Nhưng quý vị cho chúng tôi biết là ai sẽ cứu nước Việt Nam. Chúng tôi chỉ cần quý vị dạ, cho ai có tài hơn Tổng người thống nào luôn cứu được nước Việt Nam mà người đó tài giỏi hơn Ngài Tổng thống Đào Minh Quân dạ, cứu bằng cách chúng nào chúng tôi theo liền, cứu bằng cách nào chúng tôi theo liền, có sách lược và chiến lược cứu gì? Bằng cách nào và thế giới tự do có ủng hộ hay không bằng giấy tờ đàng hoàng nha, chứ không phải ủng hộ bằng cái miệng nha, bằng giấy tờ công pháp quốc tế rõ ràng. Cho nên hiện tại chúng tôi thấy rõ ràng những giấy tờ và hiện tại chúng tôi thấy cái sắc lệnh ký cho hạm đội Hoa Kỳ đã vào Biển Đông. Chúng tôi thấy được những điều đó. Cho nên tất cả là sự thật. Cho nên đó là chúng tôi theo. Mặc dù chúng tôi không có đủ khả năng làm được một gì hết. Chỉ có một cái khả năng vỏn vẹn là lên đây để kêu gọi mà thôi. Chứ thật ra không có tài cán gì cả. Và chỉ có không tấm lòng mà thôi. Thông báo thông báo chỉ có tấm lòng mà thôi. Anh chị em muốn nghe không nghe đó. Thôi kệ anh chị em. Thế bây giờ Pha với chị em đâu làm cách nào. Nói thì mình vẫn nói, anh chị em có thể nghe và không nghe thì đó là quyền lựa chọn của anh chị em thôi. Thì chúng tôi cũng mong rằng những ai mà không có hiểu mà chửi rủa thì phải nên suy nghĩ lại và đừng nên dùng những cái lời nó quá nặng nề để mai sau mà chúng ta muốn lấy cái lời đó lại rất là khó. Tại vì có gì đâu, ly nước đổ ra rồi đâu có lấy lại được. Thì mình khi mà mình đã thốt ra rồi đó, tất cả những cái lời nói mình đó, nó đi vào trong ký ức của từng người luôn. Và cái đó mình không thể xóa được quý vị. Chúng ta không thể xóa được. Cho nên dù cho chúng ta không hiểu, chúng ta nên im lặng và chúng ta chờ những ngày sắp tới nó sẽ xảy ra như thế nào. Chứ đừng vội kết luận và đừng vội phỉ báng để mai sau chúng ta cảm thấy những lời nói của chúng ta nói ra rồi khó lấy lại được lắm quý vị. Cái đó là những lời chân thành
mà Kim cũng xin nói để cho chúng ta muốn nói gì, muốn phỉ báng ai, muốn chửi rủa ai, chúng ta phải ngừng lại suy nghĩ có nên nói hay là không. Tiếng Việt của chúng ta có cái câu này là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Không phải là chúng ta uống cái lưỡi 7 lần, mà đó là người dân gian dặn là chúng ta phải suy nghĩ trước khi nói đó quý vị. Người ta nói lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bây giờ Kim xin đọc tiếp. Khoảng 3.9.1.3. Công dân các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ được xét cấp visa du lịch vào Việt Nam tối đa là 1 tháng. Mỗi tháng đều phải xin gia hạn visa. Nhưng nếu chính quyền Việt Nam phát hiện công dân những nước này vào Việt Nam có hành động bất chính, không tốt, sẽ không bao giờ được cấp visa vào lãnh thổ nước ta. Đó là những nước nào mà còn theo xã hội chủ nghĩa đó nghe quý vị. Thì là muốn về thăm nhà thì ở tối đa 1 tháng thôi, nhưng mà không phải là được miễn visa, không phải là được visa miễn phí để du lịch vào Việt Nam nha. Chắc chắn là phải đóng tiền đó quý vị. Và nếu mà chúng ta trưng cầu dân ý, chúng ta là xác nhận chúng ta là người dân Việt Nam và muốn cho đất nước của chúng ta được tự do thì vào Việt Nam được miễn phí. Và nếu mà chúng ta có hành động mà khủng bố, làm cho bất lợi ở đất nước của chúng ta thì sẽ không bao giờ được cấp visa vào lãnh thổ đất nước của chúng ta nữa nha quý vị. Khoảng 3.9.1.4, các loại visa công tác, hành nghề hay kinh doanh đều phải được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao và giấy phép kinh doanh của chính quyền được địa phương cấp với thời hạn nhất định. Thì những visa đi công tác hay là đi hành nghề gì đó hay kinh doanh thì phải có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao và giấy phép kinh doanh của chính quyền địa phương cấp với thời hạn nhất định. Cho nên là ở trong cái chế độ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có luật lệ rõ ràng, có giấy phép kinh doanh thì mới được kinh doanh, chứ không có cái ngành mà kinh doanh mà lậu được nha quý vị. Khoảng 3.9.1.5, nếu hoạt động không đúng ngành nghề, hành động sai trái như buôn lậu thuốc, hàng cấm, rửa tiền, vũ khí đạn dược, động vật quý hiếm sẽ bị trục xuất và cấm vĩnh viễn nhập cảnh vào Việt Nam. Thì cái này, cái khoản này đang hỗ trợ cái điều ở phía trên đó quý vị, là hoạt động mà không đúng ngành nghề, hoặc là như buôn lậu thuốc, những cái hàng mà quốc cấm, rồi rửa tiền và vũ khí đạn dược, hoặc là động vật quý hiếm, chẳng hạn những cái động vật nào mà nó sắp sửa bị tuyệt chủng đó thì không được mua bán. Nếu nằm trong danh sách của động vật quý hiếm thì cái người đó sẽ bị trục xuất ra khỏi đất nước Việt Nam và cấm vĩnh viễn không được vào Việt Nam nữa. Cái khoản này nó trái ngược lại với Việt Nam bây giờ. Cộng sản Việt Nam bây giờ là giao cho Tàu Cộng vào đất nước của chúng ta và gom góp hết những cái gì mà là của quý hiếm của đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin thì tôi giác là luôn. Là họ cứ thu mua và họ thậm chí mà không phải những cái động vật quý hiếm đâu, mà họ vào đất nước Việt Nam của chúng ta, tại vì Cộng sản Việt Nam dưới bàn tay Cộng sản Tàu, cho nên là làm cho người dân đói khổ dữ lắm. Và người dân chỉ cần tiền mà thôi để mua cơm, mua gạo ăn, mua thức ăn ăn. Cho nên là họ vào đất nước Việt Nam, họ phá mà người dân Việt Nam cũng có thấy được. Chẳng hạn như là họ mua lúa non quý vị. Họ vào họ mua lúa non và họ mua cao giá, cho nên là người dân là thấy chờ đợi mà lúa bắt đầu chín lên á thì lâu quá đi, bây giờ đang cần tiền cho nên bán. Nhưng mà họ ma mảnh lắm, họ đặt cọc một số tiền xong rồi là họ nói là bao lâu đó họ trở lại, cứ cắt lúa non hết đi rồi họ sẽ trở lại, họ trả tiếp số tiền cuối cùng rồi họ đi luôn, rồi cuối cùng được có tiền có chút xíu rồi lúa cắt hết trơn rồi. Như vậy là sao, trong tương lai người dân Việt Nam sẽ bị đói đó quý vị. Cái đó là cái cách mà muốn muốn làm cho người dân đói chết đó.
cắt hết nguồn lương thực. Thành ra người dân Việt Nam phải sáng suốt lên, chúng ta vì cái miếng ăn trước mắt mà chúng ta không thấy được cái nạn đói chúng ta trong tương lai đó quý vị. Bây giờ Kim đọc tiếp, khoảng 3.9.1.6, nếu bị cấm nhập cảnh hay bị trục xuất vì bất cứ lý do gì thì điều 3.9.1.6.1, tất cả trương mục ngân hàng, tài khoản tín dụng đều bị đóng băng cho đến khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cho phép tháo khoán. Là tại vì những người này đi vào đất nước Việt Nam và làm những cái điều gây hại cho đất nước Việt Nam, cho nên tại sao phải bị khóa cái trương mục ngân hàng lại quý vị, để bồi thường đó quý vị. Cho nên là sau khi mà đã giải quyết xong thì chính phủ mới bắt đầu tháo khoán cái trương mục ngân hàng và tài khoản tín dụng, còn không thì là khóa lại để bắt đầu nếu mà vi phạm sẽ bị phạt cái gì đó thì khi mà thỏa thuận xong hai bên thì mới được mở ra. Nước này cũng vậy chị, cũng đóng hết mấy phần. Cái đó là luật của thế giới tự do quý vị. Điều 3.9.1.6.2, trong thời gian các trương mục ngân hàng, tài khoản tín dụng của người bị cấm nhập cảnh hay bị trục xuất, chính quyền có toàn quyền dùng các tài khoản này để trả nợ hay chi trả cho các tốn kém, tổn hại do đương sự đã gây ra. Thì cái điều này Kim mới vừa giải thích đó, mới vừa giải thích để mà trả những cái chi phí tiền phạt đó, thì là bởi vậy mới đóng cái tài khoản đó lại để chi ra, chi thu và sau đó thì đã xong xuôi hết rồi mới được mở ra lại quý vị. Điều 3.9.1.6.3, tất cả lệnh chi trả phải do Tòa án Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa quyết định. Cái những lệnh chi trả thì do Tòa án của Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa quyết định quý vị. Rồi đã đọc ca, chị đọc luôn hết cái trang này đi. Bây giờ đến chương 3.10, kế hoạch điều hành. 3.10.1, thuế khóa. Khoảng 3.10.1.1, đất nước Việt Nam bị họa chiến tranh dai dẳng. Nhân dân Việt Nam đại đa số là nhà nông, nhưng giá phân bón quá cao, lại bị nạn đầu cơ tích trữ, thu mua ép giá, cho vay lãi nặng, nên đời sống cơ cực lầm than. Do đó, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ giúp mua phân bón giá rẻ, kiểm soát thị trường ổn định, nghiêm cấm nạn cai thầu, thu mua ép giá. Khi cần vốn, sẽ có Ngân hàng Nông nghiệp Quốc gia cho vay tiền lời thấp, với thủ tục dễ dàng. Nếu mùa màng thất thu, sẽ không phải đóng thuế, chỉ áp dụng tối đa 10% trên tổng số thu hoạch. Sau khi khấu trừ các phần tiêu tốn và dựa trên lợi tức bình quân của gia đình, nếu lợi tức gia đình dưới mức trung bình sẽ được cứu xét cho hoàn toàn miễn thuế. Quý vị thấy cái phần này hay không quý vị? Tất nhiên là chính phủ thương người dân cho nên bảo vệ đời sống cho người dân, và thuế cũng lấy rất là nhân đạo, chứ không phải là cứ đè người dân ra mà siết cổ bóp họng giống như là ở trong cái Cộng sản Việt Nam đó. Cho nên người dân là coi như là từ chết tới bị thương thôi quý vị. Còn ở đây chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là cho người dân được mua cái phân bón giá rẻ, giúp đỡ cho người dân có điều kiện thuận lợi để trồng những cái lúa mùa để mà thu hoạch cho được cao, cái mức thu hoạch cao mà cái vốn thì lại ít, và cho vay tiền nữa mà tiền lời thấp nữa quý vị, rồi thủ tục dễ dàng nữa, làm đơn giản để cho người dân dễ mà có thể vay tiền để bắt đầu canh tác. Và nếu mà thất thu, tất nhiên là cái mùa đó bị thất thì không có bị đóng thuế. Và nếu mà trúng mùa thì đương nhiên phải đóng thuế trên tổng số thu hoạch. Đó. Nhưng mà khi đóng thuế là phải khấu trừ các phần tiêu tốn
dựa trên mức bình quân của gia đình. Tất nhiên là khi mà chúng ta trồng cái mùa lúa hay là những cây hoa màu gì đó thì tất cả là tiền giống nè, tiền hạt giống nè, tiền phân, tiền thuốc sâu bao nhiêu trừ ra hết rồi mới lấy cái lợi tức bình quân đó để mà lấy thuế, chứ không có phải là lấy trên cái số mà chúng ta thu hoạch rồi lấy thuế. Như vậy nhiều lắm quý vị, nhiều lắm, và người dân sẽ không còn để ăn. Và khi mà cái tiền thuế mà đã khấu trừ rồi đó và chia bình quân cho mỗi một người trong gia đình, mỗi một đầu người mà nó dưới mức quy định thì miễn thuế luôn. À, giống như ở Úc này nè quý vị, ai mà đi làm cái mức mà chính phủ Úc quy định, thí dụ như là 17.000 đi, thì nếu mà ai mà làm một năm dưới 17.000 đô thì người đó không có đóng một đồng thuế nào. Nhưng mà trên 17.000 đô thì mới bắt đầu lấy thuế, nhưng mà lấy nhẹ lắm quý vị, lấy rất là nhẹ. Và cái số tiền đó từ từ cao lên, nếu mà cái tiền mà chúng ta lãnh rất là cao thì lúc đó thuế mới lên cao. Còn bởi vậy cho nên á, ở cái xứ tự do mình kiếm một cái người nghèo thiệt là nghèo khó lắm quý vị, tại vì bình đẳng giống nhau, người nào cũng cơm gạo thức ăn đầy đủ, mà có xe hơi đi nữa, người nào cũng ăn cơm với gà với bò với heo á, ăn hoài lý nữa, ăn đầy đủ sữa rồi đầy đủ trứng gà rồi đầy đủ, rẻ lắm quý vị, so với cái số tiền mà chúng ta đi làm được. Cho nên đó là lý do tại sao mà chị Pha và Kim cố gắng lên đây để phần nào giúp đỡ cho người dân trong tương lai sẽ được no cơm ấm áo. Thì, đó là sự thật nha quý vị. Thì anh chị em có thấy là cái bệnh COVID-19 này nè, thì tất cả những người mà đi làm đó, mà nếu ai không giống như cái công ty hay là cái hãng xưởng hay là cái nhà hàng đó đóng cửa đó, là hầu như là ai cũng được lãnh lương bình thường như đi làm á. Đúng rồi, mà cao nữa chứ. Mà người chủ á, khi được lệnh là họ đóng liền, tại đóng có tiền mà không cho đóng. Thành ra là họ không mất cái gì á, hầu như là cái bệnh COVID-19 nhưng mà mọi người không có bị ảnh hưởng gì cả. Tại vì ai cũng có lương, ai cũng có tiền thất nghiệp, và những cái doanh nghiệp hay nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa là được nhà nước tài trợ để trả cái tiền lương cho những người đó đó. Thành ra không có ai bị thiệt thòi gì cả, thành ra ai cũng ăn giống nhau à. Mà trả cao dữ lắm, trời ơi, như 2 tuần được 1.500.000 lần đó. Đúng không? Ăn từng 7.500. Ồ quá trời từ nhiều. Từ 31 tháng 3 trở đi cho tới giờ nè là 1 tuần 750.000 đó. Những người đi làm á, thì đi làm trừ thế rồi cũng khoảng đó à. Nhưng mà đi làm á thì làm cực lắm, nó suốt tuần á mới được làm chứ đó, bây giờ ở nhà không có mình. Con mình, con trai mình nói vậy, mẹ trời, bạn của con nó sướng lắm nha. Nó đi bán đồ. Nó đi bán đồ cái bây giờ bệnh COVID, bệnh corona này mẹ, trọn tháng từng nó lãnh 750.000 mẹ. Trời nó sướng ghê, mà nó không cần đi làm. Tức là thay vì mở cửa ra thì cậu đi làm thì cậu được 750.000, cậu được tiền lương bao nhiêu không biết, mà không biết cậu làm từng nhiêu nữa nó không biết. Nhưng mà cậu mà bây giờ nó chỉ biết là cậu từng lãnh được 750.000, nó sướng nhưng không có làm gì. Mà mấy đứa nhỏ làm điện toán thì vẫn làm, tại vì điện toán nó đâu ở nhà làm cũng được nên nó vẫn làm. À, Kim đọc thêm một phần này nữa của trang này ha. Dạ. Khoảng 3.10.1.2, miễn tất cả các sắc thuế khác trong vòng 3 năm kể từ ngày văn bản này được chính thức ban hành, hay một năm sau khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được quốc tế và quốc dân đồng bào ủng hộ để chính thức công khai hoạt động tại quốc nội. Cái này còn hay nữa nè quý vị, cái này hay lắm nè nha. Miễn tất cả các sắc thuế khác trong vòng 3 năm kể từ ngày văn bản này được chính thức ban hành. Mà cái văn bản này đã chính thức ban hành hồi 16 tháng 2 đầu năm nay nè quý vị. Cho nên á, là tùy theo cái sự trưng cầu dân ý của người dân mà chúng ta sẽ trở về Việt Nam sớm hay muộn đó quý vị. Cho nên nếu mà sớm
thì khi chính phủ về Việt Nam, cái thời gian còn dài lắm, cho nên sẽ được miễn tới 3 năm. Vậy nếu như mà chính phủ khoảng vài tháng nữa về đó thì dễ như là từ thì ngày 16 tháng 2. Được gần 3 năm luôn, đúng vậy. 16 tháng 2, rồi bây giờ tới cuối năm hay giữa năm. Thì nếu cuối năm mà về thì còn miễn được 2 năm nữa. Nhưng còn nếu mà trễ đó thì là từ ngày văn... Từ hay là một năm sau khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được quốc tế và quốc dân đồng bào ủng hộ để chính thức công khai hoạt động tại quốc nội. Cho nên nếu mà trễ thì là còn có 1 năm thôi quý vị, còn 1 năm thôi là được miễn thuế 1 năm. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta nhanh tay trưng cầu dân ý để chính phủ về sớm thì người dân Việt Nam sẽ được miễn thuế nhiều hơn, thời gian dài hơn đó quý vị. Đọc luôn cái đoạn này. Kim xin đọc tiếp khoảng 3.10.1.3. Các mức thuế đánh trên lương thực, nước uống, thuốc men, dụng cụ y tế, sách vở và dụng cụ cho học sinh, sinh viên được hưởng tiêu chuẩn quốc gia chỉ bị đánh thuế bằng 1/2 của những mức thuế khác. Tuy nhiên, tất cả các loại nước ngọt và sinh tố không được hưởng quy chế này. Riêng mức thuế đánh trên thuốc lá, bia, rượu, tất cả các loại là cao nhất, có thể gấp nhiều lần mức thuế thông thường. Rồi cái này tổng thống này mà chắc áp dụng giống Úc hay gì, đóng thế á, đóng thế thuốc á. Đúng rồi. Tại sao đóng thế thuốc vậy? Là tại vì không muốn cho người dân hút thuốc. Anh chị em có biết mà mua cái thuốc ở đây nó nghèo luôn không? Một cái thuốc ở đây 24 điếu, 30 mấy đồng, mắc lắm, ba mấy bốn mấy đô mua. Bởi vậy ở đây đàn ông bỏ thuốc gần hết. Mà tổng thống chắc tính là áp dụng thế như vậy để cho người dân đừng hút thuốc nhiều, hại sức khỏe đó, là tốt đó, nghĩ nè, không có cho uống bia rượu nhiều, hại sức khỏe. Bây giờ có phải tất cả người Việt Nam, nhất là người thanh niên, đàn ông thanh niên có phải uống bia rượu rất là nhiều không, hút thuốc cũng nhiều đúng không? Thì đánh thế cao chút để cho anh chị em ngán tiền, mà anh chị em đừng có uống bia rượu nhiều, rồi đừng hút thuốc nhiều, hại sức khỏe, để có một sức khỏe cường tráng, để lo cho gia đình, phục vụ xã hội, đóng góp một bàn tay vào cho đất nước Việt Nam chúng ta đứng ngang hàng với thế giới. Nên nó cũng là điều tốt thôi, mà Pha thấy uống rượu uống bia đó là đốt tiền mà, Pha hay nói dùng cái đó. Anh chị em có phải đốt hút đốt thuốc là đốt tiền, tại vì á cái khối thuốc ra nhiêu là tiền đốt nhiêu đó. Rồi rượu bia anh chị em uống nhiều uống ít thì nó tốt, chứ uống nhiều nó thành chất độc, uống rượu nhiều đâu có lợi ích gì đâu. Cái này là muốn giữ sức khỏe cho người dân đó quý vị. Như là đây nè, cái nước ngọt sinh tố đó, là những cái loại đó thì uống nhiều không có tốt, cho nên là không có được hưởng những cái quy chế đặc biệt. Nếu chúng ta muốn uống thì chúng ta uống, nhưng mà cái tiền thuế nó cao thôi. Rồi thuốc lá, bia, rượu gì đó nó đều hại sức khỏe của người dân, cho nên là chính phủ cấm bớt để cho người dân có được nhiều sức khỏe đó quý vị. Bây giờ Kim ngừng ở đây, lần sau chúng ta tiếp. Bây giờ nãy giờ ai cũng ở trên diễn đàn nói là hai con khùng gì á. Thì bây giờ thôi, Pha cũng mời anh chị em nghe cái bài hát. Bây giờ tại vì anh chị em chửi chúng tôi thì chúng tôi tặng cho anh chị em cái bài hát Cô Gái Việt. Phụ nữ của thời đại 21 nha, dám đương đầu với Cộng sản Việt Nam đó. Đời sông núi bừng qua bốn phương trời, dục chúng ta được phục sự quyết tiến. Chiều trên xưa đẹp hơn sáng muôn đời, dòng máu thiêng còn đầm nồng bao trái tim. Sống lâu cùng tài trai vui tranh đấu, cánh sơn hà còn trong hương sương máu. Dù thành kỳ